Kính thưa quý vị, tôi là Phạm Hải Phong, đến từ Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI. Hôm nay VASI và PNQ xin chào mừng toàn thể các anh chị tham gia buổi tọa đàm. Để tạo thuận lợi cho chương trình, ban tổ chức kính đề nghị các anh chị tắt mic trong quá trình lắng nghe. VASI và PNQ hôm nay trân trọng cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tọa đàm trực tuyến khủng hoảng thiếu nhân sự trong COVID-19, kinh nghiệm bài học và cơ hội ngày hôm nay. Tọa đàm được thực hiện để các doanh nghiệp sản xuất thảo luận các vấn đề gặp phải, chia sẻ các đối sách và thực hiện cũng như là rút ra các bài học cho tương lai trong vấn đề nhân sự trong dịch COVID trong và sau dịch COVID-19. Các nội dung trao đổi ngày hôm nay sẽ xoay quanh các nội dung mức độ thiếu hụt lao động do dịch tại doanh nghiệp, chia sẻ các đối sách tại một số công ty đang triển khai và kết quả đạt được, chia sẻ các phát hiện mới và bài học rút ra cho doanh nghiệp, đánh giá các cơ hội thay đổi trong tương lai. Tới dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Trí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI. Chào các anh chị em. Ông Phạm Minh Thắng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp năng suất chất lượng PNQ Solution. Đồng thời anh Thắng cũng là trưởng ban đào tạo và tư vấn của VASI. Chào ạ. Các diễn giả khách mời chính tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay thì gồm có ông Phạm Minh Thắng, Giám đốc PNQ Solution sẽ là moderator của buổi tọa đàm. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa An Phú Việt. Ông Đỗ Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp GK Việt Nam. Bà Phạm Thị Hương, Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Autotech Việt Nam. Cùng các anh chị đến từ các công ty trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Trương Thị Trí Bình có lời phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời bà. Vâng, xin chào mừng toàn thể các anh chị em đến dự tọa đàm ngày hôm nay. Trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này thì thực sự là vấn đề nhân sự là vấn đề nan giải cho tất cả các tổ chức. Rằng doanh nghiệp sản xuất thì còn gặp khó khăn nhiều hơn rất nhiều. Thì đây là cái sáng kiến của VASI và công ty PNQ mới có tuần trước thôi. Trong một cuộc họp thì là mấy anh em bàn với nhau là phải làm một cái gì đấy để chia sẻ kinh nghiệm giải quyết cái vấn đề vào thời điểm này và làm sao để sau này chúng ta sẽ đối diện với vấn đề, nó sẽ có những cách thức đối diện tốt hơn và rút kinh nghiệm từ cái việc này cũng như chuẩn bị cho tương lai trong cái việc về nhân sự. Thế thì các anh chị tham gia cái buổi tọa đàm thì biết rồi, nó có một cái khảo sát và có một cái điểm thú vị là các công ty trả lời khảo sát thì không phải chỉ có công ty công nghiệp hỗ trợ hay là thành viên của VASI mà kể cả khách hàng của chúng ta cũng tham gia trả lời. Có vài công ty khách hàng có cả những công ty ở ngành khác nữa, bởi vì câu chuyện này là câu chuyện không phải chỉ mỗi trong công nghiệp hỗ trợ, nhưng thực sự là trong ngành chế tạo thì nó khó khăn hơn rất nhiều. Thế thì nội dung thì tí nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Thì thay mặt cho ban tổ chức tôi xin cảm ơn anh Thắng, công ty PNQ, giám đốc công ty PNQ và cũng là trưởng ban tư vấn và đào tạo của VASI và ba vị khách mời rất quan trọng, những người mà sẵn lòng chia sẻ cái kinh nghiệm với chúng ta hôm nay. Rất mong là chúng ta sẽ tận dụng thời gian và cơ hội này để khai thác khách mời của chúng ta. Thì tôi cũng xin nhân dịp này thì cũng xin chia sẻ thêm là VASI từ năm tới này, năm nay tới năm 2022 thì nó có rất là nhiều cái sự thay đổi. Vì sang một cái nhiệm kỳ mới và sau 5 năm hoạt động thì cũng rút ra được nhiều những cái kinh nghiệm hơn, cho nên là VASI sẽ hướng nhiều đến cái việc network trong trong cộng đồng doanh nghiệp sẽ làm tốt hơn nhiệm kỳ trước. Thì thực ra VASI cũng rất là mới, các anh chị nào mà chưa biết. Có thể các anh chị dự cái buổi họp ngày hôm nay thì buổi tọa đàm ngày hôm nay chỉ chuyên làm nhân sự, có thể chưa biết về VASI thì Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam thì mới thành lập được 5 năm thôi. 5 năm nhưng mà đã mất 1 năm đầu tiên đợi giấy tờ của chính phủ, 2 năm Covid nên chỉ có 2 năm hoạt động thôi. 5 năm thì cũng làm được khá nhiều việc. Tuy vậy thì cũng có một số điểm cần phải rút kinh nghiệm và đặc biệt là cái việc là network trong cộng đồng là vẫn chưa được tốt. Thì sắp tới đây thì phối hợp cùng với lại công ty PNQ và diễn đàn Springboard thì sẽ có một cái forum mà chúng ta có thể cập nhật thông tin về doanh nghiệp rồi những cơ hội giao thương ở trên đấy, ở chỗ chúng ta có thể show với chúng ta một cách dễ dàng chứ không phải trong các group nhắn tin thì nó lại trôi mất. Thì đấy là một trong những cái điểm mà về cái gọi là cái thông tin trong nội khối của chúng ta nó sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Rất mong các anh chị chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái diễn đàn này.
lập ra một cái diễn đàn thì không khó, nhưng mà quan trọng là mọi người phải giao lưu ở trên đấy, phải có người tham gia, thì rất mong các anh chị sẽ tham dự. Thế còn thì những cái hoạt động khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức hàng tháng những cái hoạt động liên quan đến đào tạo, tư vấn và giao thương, kết nối giao thương. Chưa có lúc nào mà khách tìm nhà cung cấp ở Việt Nam nhiều như bây giờ. Thế cho nên rất mong là các anh chị chúng ta cùng cố gắng để có thể chăm sóc được những cái ông khách hàng này tốt nhất, để đem lại được nhiều lợi ích nhất cho chúng ta và cho quốc gia, cho Việt Nam, làm sao công nghiệp chế tạo Việt Nam nó phát triển tốt là rất nhiều. Thì tôi chỉ xin phép có vài lời như vậy thôi. Xin nhường lời lại cho ban tổ chức để chúng ta bắt đầu được cái tọa đàm ngày hôm nay. Xin kính chúc các anh chị là chúng ta sẽ có một buổi tọa đàm và trao đổi thoải mái, cởi mở để được nhiều thông tin. Cũng như là xin kính chúc các anh chị cùng với gia đình, đồng nghiệp và tất cả mọi người thì luôn được mạnh khỏe, bình an. Hy vọng là dịch nó sẽ qua thôi để chúng ta có thể yên ổn làm ăn. Xin cảm ơn cả nhà. Vâng, trân trọng cảm ơn bà Trương Thị Trí Bình. Sau đây chúng ta sẽ tổ chức chụp ảnh. Xin mời các anh chị chúng ta cùng bật camera lên để chúng ta có thể chụp ảnh chung ạ. Xin cảm ơn mọi người. Xin mời các anh chị ạ. Phải cười tươi nữa. Xin các anh chị Vasi và PSQ chúng ta cùng chụp ảnh nhé. Cùng chụp lại hình ảnh. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời ông Phạm Minh Thắng, người dẫn dắt chương trình hôm nay sẽ bắt đầu chương trình thảo luận. Xin kính mời ông ạ. Cảm ơn anh Phong, cảm ơn phần remark của chị Bình. Thú thực là tôi cũng rất ngạc nhiên, tại vì cái chương trình này trong vòng có một tuần thì chúng ta lên kế hoạch và chúng ta triển khai nó, và rất là cảm ơn chị Hương, anh Hùng và anh Quyết đã tham nhận lời tham gia chương trình, cũng như là các anh chị em ở các doanh nghiệp đã tham gia vào phần khảo sát trước chương trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái phần thảo luận để chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái hiện trạng và các cái thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đã và đang phải đối mặt về nhân sự liên quan đến cái ảnh hưởng của COVID. Đó, chúng ta sẽ đến phần thứ hai, chúng ta trao đổi về các cái sáng kiến mà các doanh nghiệp đã triển khai, cũng như là cái tác động của các sáng kiến đấy đối với việc về giảm thiểu các cái ảnh hưởng của cái biến động về nhân sự do COVID. Và sang phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một số các cái gợi mở về cái hướng trong cái thời gian tới, kể cả trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn, để mà các doanh nghiệp sản xuất của chúng ta có thể thích nghi tốt hơn, cũng như là tận dụng được những cái bài học từ cái quá trình mà đối phó với dịch trong thời gian vừa rồi, để mà tạo ra các đòn bẩy phát triển trong thời gian tới. Hôm nay trong số khách mời chúng ta thì có cả ba công ty đều là các công ty sản xuất. Thì có bên anh Hùng bên An Phú Việt và anh Quyết ở bên GK là các đơn vị sản xuất linh kiện. Đặc biệt thì hôm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta có chị Hương ở bên Autotech, thì là đại diện một cái đơn vị chuyên về các cái giải pháp về công nghệ tự động hóa và thiết bị. Thì cũng hy vọng rằng là với các cái thành phần như vậy thì cái buổi thảo luận chúng ta sẽ có các insight tốt hơn cho các cái chủ đề ạ. Thế thì để chuẩn bị bắt đầu, để bắt đầu cuộc thảo luận thì các anh chị tham gia khảo sát thì thấy có cái việc là đợt tới này thì chúng tôi sẽ có một cái tổng hợp chi tiết và có một cái đánh giá sơ bộ với kết quả khảo sát, rồi thì chia sẻ với các doanh nghiệp đã tham gia trên cái email mà mọi người cung cấp. Tuy nhiên là để làm cái tiền đề cho thảo luận thì tôi xin phép được giới thiệu nhanh một chút các cái phần mà cho đến bây giờ chúng ta có được các cái kết quả khảo sát về cái ảnh hưởng của COVID đối với vấn đề về nhân sự ạ. Thì xin phép anh chị, các anh chị em mấy phút tôi xin phép được được chia sẻ cái phần kết quả này. Thì hiện nay thì cái phần này thì các doanh nghiệp vẫn tiếp tục mà cung cấp. Tuy nhiên là chúng tôi tổng hợp cái kết quả đến buổi tối ngày hôm qua, sau khi mà kết thúc Springboard thì tôi có ngồi tôi tổng hợp lại. Thì chúng ta thấy trong các cái câu trả lời, phần trả lời thì liên quan đến chuyện về tỷ lệ biến đổi nhân sự trong cái giai đoạn mà từ cái đợt dịch thứ nhất đến đợt dịch thứ hai vào năm thứ ba vào năm 2020-2021 ấy, thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các cái doanh nghiệp ở đây là trong giai đoạn đấy là có tỷ lệ biến đổi nhân sự cao nhất trong tháng, thì nó rơi vào cỡ khoảng từ 3 đến 7%.
Cá biệt thì có đến hơn 20% là biến đổi nhân sự, biến động nhân sự trong tháng nó lên đến hơn 10%. Còn chúng ta có còn lại thì từ 3 đến 7 rồi 3%. Như vậy nếu chúng ta nhìn ở góc độ trên 7% thì như thế chúng ta có cỡ khoảng là 50% các doanh nghiệp mà tham gia khảo sát để cho thấy rằng là trong giai đoạn thứ nhất này của dịch ấy, thì mà chưa có bình thường mới ấy, thì tỷ lệ thay đổi nhân sự trong một tháng cao nhất ấy, nó có thể lên đến là hơn 7%. Nên nếu mà chúng ta nhìn một tháng và chúng ta nhìn ra cả năm thì con số này nó rất là lớn. Khi chúng ta có bình thường mới từ từ tháng 10 năm 2021 đến bây giờ ấy, thì có vẻ như là cái sóng về thay đổi nhân sự ở đây nó đã giảm đi một chút. Cho nên là cái phần mà trên 7% thì bây giờ chúng ta chỉ còn nó chỉ còn vào cỡ khoảng là 30% doanh nghiệp là có phải trải qua cái việc biến đổi nhân sự đến trên 7% một tháng ở cái tháng cao thôi. Còn phần lớn trong trường hợp này là chúng ta có trong giai đoạn vừa rồi là chúng ta có cái tỷ lệ thay đổi nó đỡ hơn, khoảng 1/3 thì chúng ta chỉ trải nghiệm cái phần dưới 3% một tháng thôi. Có vẻ làn sóng của năm ngoái và năm kia thì nó gây sốc và nó gây mạnh mẽ hơn. Sau khi mà rung rinh mà rụng hết một mớ thì coi như cái đám bám lại thì nó cũng bám chắc hơn cho nên nó cũng đỡ rung. Có một cái phần liên quan đến cái giai đoạn vừa rồi, nghĩa là sau Tết ấy, chúng ta bắt đầu coi như là tăng cường vấn đề mở cửa thì tình hình như thế nào thì nó cũng tôi nghĩ chắc là nhiều doanh nghiệp là khi mà nghỉ Tết xong thì cũng có cái sự chuẩn bị cũng nghi ngại nhưng mà chắc là nhiều doanh nghiệp vẫn bị bất ngờ bởi cái đợt bùng phát này. Thì ở đây cái câu hỏi liên quan đến là trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 đến giờ thì đến đầu tháng 3 thì cái mức độ mà các F0 với các F liên quan mà nghỉ mà phải nghỉ việc nghỉ làm để cách ly thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta thấy rõ được cái mức độ tác động đến cái đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Ở đây chúng ta có cỡ khoảng là gần 70% ấy. Là các cái mức thay đổi ở mức cao chúng ta có 9% là tỷ lệ nghỉ lên đến có khi có lúc lên đến 40%. Chúng ta có khoảng 6% là mức là nghỉ ở mức 30 đến 40. Còn 20% đến 30% mà nghỉ thì chúng ta có cỡ khoảng 18% gần 20% ạ. Còn lại thì chúng ta có hơn 1/3 là tỷ lệ nghỉ cách ly nó lên đến cỡ khoảng hơn 1/3 là 36% ở cái khoảng là 10 đến 20% nghỉ. Như vậy cho thấy rằng là trong cái giai đoạn mà 2000 trong cái giai đoạn mà tháng 2 với đầu tháng 3 này thì với các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp phía Bắc thì thực sự là cái vấn đề này nó rất là khó khăn ạ. Và khi nhìn vào vấn đề là nghỉ ở đâu thì đây là cái kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn với các khách mời và các anh chị em trong trong cái buổi phần sau ạ. Thì chúng ta có là cỡ khoảng gần 80% thì trả lời rằng là phần ảnh hưởng lớn nhất ý, là ảnh hưởng là liên quan đến công nhân trực tiếp. Tuy nhiên là cái chỗ mà việc thiếu các cái nhân viên hỗ trợ như là kỹ thuật QC hoặc là kho vận các thứ chẳng hạn thì chúng ta cũng khá là cao, mặc dù cái phần này là phần ít làm việc trực tiếp này thì chúng ta có cứ khoảng là 70%, một số lượng đáng kể gần 20% của các doanh nghiệp thì cho thấy rằng là mình đã trải nghiệm cái việc là bản thân cái đội mà quản lý trực tiếp ở hiện trường như là tổ trưởng hoặc trưởng ca chẳng hạn hoặc là các quản lý cấp trung thì cũng bị nghỉ một thời gian do cái cách ly này. Và trong số các đơn vị tham gia thì chỉ có cỡ khoảng là hơn 10% là có được cái sự xa xỉ của việc nghĩa là không xảy ra cái việc việc thiếu nhân sự ở trong cái giai đoạn vừa rồi thôi. Chúc mừng cho 12% các cái doanh nghiệp tham gia. Thì đấy là cái bức tranh đối với cái phần về ảnh hưởng vừa rồi dựa trên cái kết quả khảo sát để chúng ta nhìn thấy một cách khái lược cái mức độ ảnh hưởng của nó. Thế thì bây giờ xin phép được đến cái phần mà trao đổi với các anh chị
Thì trước hết là xin phép được chia sẻ với bên chỗ GK ạ. Tại vì đợt vừa rồi thì P&Q thì có các cái hoạt động triển khai cải tiến cả An Phú Việt, GK, Autotech, các đơn vị thì thấy rằng là cũng đều là cái giai đoạn rất là căng thẳng, cho nên là rất là khó khăn. Thì anh Quyết có thể chia sẻ một cách cụ thể là với GK thì trong cái giai đoạn tháng 2 với đầu tháng 3 vừa rồi thì cái câu chuyện về dịch giã thì nó đã ảnh hưởng đến cái phần lực lượng nhân sự của mình như thế nào, và nó ở đâu trong cái hoạt động được không ạ? Dạ vâng, xin chào anh Thắng, xin chào các chị tham gia chương trình. Em xin giới thiệu, em tên là Đỗ Ngọc Quyết, vị trí là phó giám đốc hành chính nhân sự công ty cổ phần công nghiệp JICA Việt Nam. Công ty cổ phần công nghiệp JICA Việt Nam thì có địa chỉ tại Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chí Mỹ, Hà Nội. Vâng, về phía công ty thì chuyên sản xuất về các linh kiện cơ khí chính xác. Tổng số cán bộ công nhân viên trong toàn công ty thì có tổng 450 cán bộ công nhân viên. Trong thời gian vừa rồi, đầu tháng 2 và cuối tháng 2 và đầu tháng 3 thì tình hình dịch giã thì cũng rất phức tạp. Cái giai đoạn này thì các cháu học sinh đi học, thế và cái nguồn lây thì các cháu đến trường, chủ yếu là các cháu đến trường và về nhà thì lây sang cha mẹ. Có thời điểm thì công ty cũng đã tình hình dịch cũng lây lan đến khoảng 20-25%, thời điểm cao nhất là 25% vào cuối tháng 2. Thì để ngăn chặn được các cái việc lây lan ở trong xưởng thì cũng xin chia sẻ với các anh chị là về phía công ty thì cũng đã triển khai các cái công tác, ví dụ như là phân xe, chia khu vực để xe cho cán bộ công nhân viên ở các cái khu vực riêng theo số lượng người của từng xưởng sản xuất. Thứ hai nữa là bố trí sắp xếp ăn cơm ca tại vị trí làm việc, ở xưởng nào thì sẽ ăn cơm ở xưởng đấy, không cán bộ công nhân viên ở các xưởng không đi sang xưởng nọ sang xưởng kia, và triển khai thực hiện tốt cái công tác 5K. Khi mà các bộ phận kỹ thuật hoặc quản lý có phải đi liên quan giữa bộ phận xưởng 1 sang xưởng 2 thì đều phải thực hiện các biện pháp 5K triệt để, đặc biệt là phải đeo thêm kính chắn giọt bắn để triển khai hạn chế cái việc lây lan dịch bệnh cho công ty. Và xin hết kiến ạ. Cảm ơn anh. Như vậy là trong cái phần mà cái giải mà chúng ta có hỏi doanh nghiệp lúc trước mà lên đến mức hơn 40%, thì có vẻ GK trong giai đoạn vừa rồi ngay cả lúc cao điểm thì chúng ta cũng ở cái mức khoảng giữa, nghĩa là nó lên đến 25%. Khoảng 25% ạ. Vâng. Đến tại thời điểm này, tại thời điểm này thì xuống còn khoảng độ 17-18% ạ. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Và hy vọng rằng là nó thêm một vài tour nữa thì nó sẽ như vâng. Là phổ cập hết một lượt thì chắc là nó vâng à. Biết nó bắt đầu nào. Đến cái tuần này đã bắt đầu từ đầu tuần đến giờ là cái số lượng nó có giảm dần hơn một chút ạ. Vâng. Như vậy thì cái phần vừa rồi anh nói đấy thì chúng ta có bây giờ là 17%, 25% này. Thế thì cũng hơi tò mò một chút. Liên quan đến cái mô hình sản xuất như của GK ấy, thì các anh có thấy là cái đám mà bị ảnh hưởng đấy trong trong cái làn sóng thứ nhất và làn sóng thứ hai ấy, thì nghĩa là đầu đầu tháng 2 với giữa tháng 2 ấy, thì nó có đặc điểm gì không, ví dụ như là ở cái xưởng nào hoặc là cái nhóm nào hoặc là hay là chủ yếu là do vấn đề về địa phương hoặc là khu vực cư trú của họ? Theo bên công ty đánh giá thì chủ yếu là theo cái địa phương ạ. Địa phương nào cũng có dàn trải hết tất cả ở dưới sản xuất trực tiếp rồi gián tiếp, các bộ phận liên quan cũng đều có cả. Nhưng mà có cái khó khăn nhất là liên quan đến công tác sản xuất thì công nhân trực tiếp thì không thể làm việc online được, mà công nhân trực tiếp là phải đến xưởng, nên khi bị dịch là nghỉ dịch thì cũng dẫn đến cái khó khăn một chút cho cái công tác sắp xếp tổ chức sản xuất. Thế còn anh chị em mà gián tiếp mà có thể thực hiện được cái công tác công việc ở tại nhà thì sắp xếp bố trí làm việc tại nhà. Vâng, GK thì cái vẻ là khu vực làm việc thì nó tương đối là thông thoáng, cho nên có thể là nó cũng không có cái khu vực nào là mối nguy đặc biệt cao hơn so với các khu vực khác. Cảm ơn anh ạ. Với An Phú Việt thì tôi biết là năm ngoái thì từ năm 2020 thì có mấy giai đoạn là Hưng Yên
khu vực đấy thì cũng khá là bị ảnh hưởng, nhưng mà đợt vừa rồi tập trung nhiều hơn ở Hà Nội thì ăn Phú Việt thì ở cái khu vực Yên Mỹ ấy, thì và cũng có nhiều anh chị em đi từ Hà Nội xuống, thì không hiểu là cái mức độ ảnh hưởng của dịch đối với cái hoạt động của ăn Phú Việt trong giai đoạn vừa rồi với mức độ đối với anh chị em khả năng đi làm thì thế nào anh Hùng? Cảm ơn anh Thắng, cảm ơn anh chị em ở trong diễn đàn ạ. Vâng, xin giới thiệu, mình tên là Hùng, giám đốc điều hành công ty An Phú Việt. An Phú Việt là công ty liên quan đến sản xuất khuôn mẫu cộng với cả đúc phun nhựa trong cái ngành công nghiệp phụ trợ cho các cái tập đoàn lớn như Samsung hay Panasonic hay một số cái hãng của nước ngoài tại Việt Nam. Vâng, thì cũng không thoát khỏi cái cảnh mà ảnh hưởng rất là lớn trong cái đại dịch này. Thì năm 2020 thì cái cú sốc đầu tiên thì cũng bắt đầu rút ra được kinh nghiệm, thì cũng có nhiều cái đối ứng. Nên 2021 thì đúng là nó ảnh hưởng nặng hơn nhiều. Thì An Việt cũng có khoảng hơn 350 người, bao gồm hai công ty tại một cái địa điểm, nên có hai công ty thì cũng hơn 350 người. Thì cái năm ngoái thì tầm tháng 4, tháng 10 thì nó ít ảnh hưởng, cũng tầm 3-4% thì lác đác là ở địa phương thì họ nghỉ thôi. Nhưng mà đến cái tháng 10 trở ra thì cái một số cái F0 nó phát sinh thì lại phải cách ly cả F0, sau đó lại là F1 lại phải nghỉ ở nhà kèm theo, cho nên cái đối tượng mà nghỉ ở nhà thì lại nhiều hơn là F0. Tại vì F1 là cứ F1 là nghỉ ở nhà thôi, tại vì lúc đấy mọi người vẫn đang rất là sợ hãi. Thì cái việc mà bị ảnh hưởng trên 10% phải nghỉ ở nhà thì nó cũng ảnh hưởng. Nhưng vì thời điểm đấy thì các cái công ty mà nó trong chuỗi thì nó cũng bị, do vậy mà sản lượng nó cũng giảm đều, cho nên là cái nghỉ thì cả bên kia họ giảm thì mình cũng giảm. Nhưng mà trầm trọng nhất là cái thời điểm mà từ tháng 2 sau Tết trở lại đây thì theo quy định là hàng tuần phải test, và đặc biệt là khi mà nghỉ Tết xong quay trở lại thì không có ai nghỉ, thì gọi là cái người sau khi nghỉ Tết thì không ảnh hưởng bởi vì đã làm tâm lý rồi. Nhưng mà khi về bắt đầu đi làm thì test lại bắt đầu phát sinh ra một số F0, dẫn đến là gì, là bắt đầu là phải cách ly. Và cái này là mới ảnh hưởng. Và vì các công ty ở trong hệ thống cũng bị nhiều, do vậy là cái đơn đặt hàng thì lại dồn vào những ông ít bị. Thì ra là đơn hàng thì lại tăng lên. Nhưng mà nhân sự bị F0 thì bắt đầu cũng tăng. Thì nó đã ảnh hưởng rất là lớn, vì cái giai đoạn này bị khoảng độ hơn 20 người, hơn 20%. Mà chủ yếu là nó lại bị từ anh em hay vợ chồng con ở nhà bị xong lây sang. Cái đấy là còn ở trong công ty thì chống đỡ đủ các cách, giống như là bên GK cũng thế thôi. Từ việc nhà ăn là cách ly, xong rồi tách riêng, xong rồi là chia bộ phận ăn ở tại bộ phận, rồi là chia ca ra. Tức là mọi cái giải pháp để các ông đỡ tiếp xúc nhau, rồi làm cái khu vực cũng riêng. Nhưng mà cũng chống đỡ được ít thôi, chứ tỷ lệ càng ngày nó càng cao. Và trong khoảng thời gian 2 tháng vừa rồi thì lúc nào cũng trên 10% là lúc nào cũng khoảng, bây giờ khoảng 30-40 người. Cứ hết người này hết thời gian 7 ngày thì lại có thêm một số chiến sĩ khác. Nên là nó cứ phải chống đỡ thôi, gọi là An Viên gọi là lé đạn để mà duy trì hoạt động sản xuất. Và đặc biệt là cái đơn hàng thì không thể hoãn giảm hoặc là nói lý do là bị F0 được, mà vẫn phải đảm bảo cái sản lượng. Và các cái đơn vị ở trong cái chuỗi thì đơn vị nào cũng bị, cho nên là cứ đơn nào bị thì lại thành ra lại đơn hàng lại dồn ra. Thì một cái model hoặc một số cái sản phẩm thì nó được chia ra làm quota cho mấy đơn vị, thì cứ đơn vị nào bị nhiều thì lại phải dồn sang đơn vị kia còn lại, do vậy nó lại càng căng. Và bây giờ thì anh em cũng chỉ hò nhau là chống đỡ tối đa để làm sao cứ duy trì là tại một thời điểm là khoảng 40 người trở xuống. Còn ông nào mà nhanh khỏe thì là gọi là gọi điện để đi sớm, chứ không nghỉ hết. Chế độ là cứ cứ F0 là nghỉ 7 ngày. Bây giờ là 5 ngày mà ông ấy hai vạch mờ là có thể mời đi làm được rồi. Chứ không không đợi nghỉ đúng tiêu chuẩn là 7 ngày nữa. Thì đấy là cái tình hình chung của An Phú Việt cũng đang phải. Và anh em cũng vẫn động viên nhau. Cũng rất may là có những bộ phận là bị hạ gục cả bộ phận luôn. Ví dụ như kho có 6 người thì cả 6 người đồng thời bị luôn. Cũng rất may là năm ngoái thì và trước đây thì An Phú Việt cũng chuyên chuyển công việc nhiều, nên là phòng kinh doanh họ lại có thể cover toàn bộ kho. Cho nên
mà cũng lại cơ giới hóa là xe lân các thứ chứ không bốc vác ra, thì cả 6 nhân viên kho nghỉ thì việc kinh doanh 1-2 người họ sang họ gồng gánh thì cũng xong, mỗi tội là hơi bị quá sức thôi. Hay là bộ phận QC chẳng hạn là bị có 20 người thì bị 10 người thì cuối cùng là giống như bị què, nhưng mà cái đội còn lại thì vẫn động viên nhau chống đỡ. Cái kỹ thuật cũng vậy. Thì cái việc mà năm ngoái thì cũng rất may là năm 2000 thì cũng đã xảy ra, và An Việt cũng đã có một số cái giải pháp cho cái việc mà đào tạo rồi chia sẻ công việc rồi hỗ trợ nhau. Thì đến tháng đến năm 2021 và đầu 2022 thì nó cũng đỡ bị ảnh hưởng đi rất là nhiều. Và thì nhưng mà nhìn chung thì có một số ít công ty ít không bị ảnh hưởng, nhưng mà các cái công ty trong lĩnh vực sản xuất mà An Phú Việt có cái sự liên hệ hoặc là cũng biết ấy thì cũng ảnh hưởng rất là nặng. Có những công ty 200-300 người, hiện tại báo cáo thì có những công ty vẫn đang bị khoảng 200 F0, trong 800 người thì 200 F0, thì họ cũng ảnh hưởng rất là lớn. Còn ở đây một vài cái chia sẻ của An Phú Việt cho cái phần thứ nhất ạ. Vâng, thì cảm ơn. Cảm ơn anh Hùng. Có vẻ là thấy tình hình nó cũng ổn định dần, nó từ cao điểm là hơn 20%, bây giờ nó xuống xung quanh khoảng 10%, và hy vọng nó sẽ thấp dần đi. Nhưng mà như thế, cái phần chia sẻ của anh Hùng cho thấy rằng là năm nay thì khi mà nghỉ Tết ra thì mình đỡ bị giật mình hơn, nhưng mà nghỉ Tết xong thì mới thấy khủng hoảng. Không khác, không giống như năm ngoái thì nghỉ Tết xong cái là thấy khủng hoảng ngay, tại vì là thấy bà con sợ quá, không thể đi làm. Trong cái phần mà chia sẻ của anh Hùng với anh Quyết vừa rồi thì có đề cập đến khía cạnh là có vẻ như là cái làn sóng đợt này thì cái vấn đề chính nó không phải là nằm ở cái chỗ mà nó lây lan ở trong nhà máy, mà nó là lây lan ở trong trong xã hội, đặc biệt là trong gia đình, với cái việc về mở cửa cho trường học rồi các cái thứ. Và tôi nhớ là trong cái buổi làm việc lần trước ở chỗ Autotech thì chị Hương có nói rằng là lâu lâu cũng thấy nhớ cái vụ 3T, và tôi nghĩ trong trường hợp này có lẽ là 3T nó giảm thiểu cái việc về tiếp xúc không cần thiết với các cái thành viên trong gia đình, có khi cũng đỡ lây lan phải không ạ? Với Autotech thì tôi biết là bên cạnh các cái hoạt động ở nhà máy thì chúng ta còn rất nhiều các cái hoạt động và với cái một lực lượng nhân sự đáng kể mà thực hiện ở các cái cơ sở của khách hàng của mình. Thì không biết là trong giai đoạn vừa rồi thì cái COVID này nó tác động như thế nào và nó đã ảnh hưởng gì đến cái đội ngũ nhân sự của mình cho cái việc về sản xuất cũng như là phục vụ ở cơ sở của khách hàng, chị Hương nhỉ? Vâng, xin cảm ơn anh Thắng. Chào anh Thắng và chào tất cả các anh chị em. Em xin giới thiệu qua một chút. Em là Hương, giám đốc của công ty Autotech. Bên Autotech thì lĩnh vực chính đó là cái phần thiết kế và chế tạo các cái giải pháp tự động hóa cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp. Thì thực tế thì dịch thì cũng đã hơn 2 năm và cũng rất là may mắn là Autotech thì từ lúc bắt đầu bùng dịch đến cuối năm 2021 thì gần như là không có trường hợp mà F0 ở công ty. Nói chung là rất là trong lành. Thực ra thì trong cái quá trình mà khi mà triển khai, tại vì như vừa nãy anh Hùng cũng có nói, cái câu chuyện là chúng ta bị dịch nhưng vấn đề là cái việc mà giao hàng với khách hàng thì chúng ta vẫn không thể dừng được. Chúng ta vẫn phải đảm bảo. Cái việc mà tính toán trước, ngay như bên em, tất cả các cái giai đoạn mà bùng dịch, ngay như giai đoạn ở Bắc Ninh ấy, thì cả khi mà Bắc Ninh chưa đưa ra các yêu cầu ba tại chỗ cái thứ gì thì bên bản thân Autotech cũng đã phải tính toán trước, đưa ra các cái giải pháp, đó là đưa yêu cầu anh em ở lại ba tại chỗ để làm sao mà cách ly, để đảm bảo cái nhân sự mà mình vẫn phải phục vụ được cho sản xuất. Nhưng như anh Thắng vừa nói thì cái câu chuyện mà vì vừa rồi là mình cũng mở cửa cho cái câu chuyện là trước khi Tết, mọi người được về Tết và mọi người không có việc mà ngăn cấm gì cho cái việc đi lại. Nên đâm ra khi thời gian nghỉ Tết thì cái việc lây nhiễm ở công ty thì nó không bị, nhưng mà cái việc mà lây nhiễm từ bên ngoài xã hội ấy, phía mặt gia đình ấy, thì nó đang bị rất là nhiều. Và bản thân Autotech thì khi mà hết giai đoạn Tết, Autotech trước khi đi làm lại thì yêu cầu toàn bộ cái việc mà kiểm soát, kiểm tra Tết nhanh trước khi vào làm. Gần như ngày nào bọn em cũng yêu cầu, nhất là khối sản xuất, đó là test hàng ngày để đảm bảo được cái lượng nhân sự vào trong công ty nó là trong sạch. Nhưng đến một cái giai đoạn mà ra cái tỷ lệ bùng dịch nó cao đến mức mà bên em phải thả. Và đến bây giờ thì gần như bên chỗ anh Hùng và bên chỗ anh Quyết thì tỷ lệ nhiễm dịch chỉ là 10-20%, nhưng ngay ở khối sản xuất của Autotech bây giờ thì gần như tỷ lệ dịch là 100%. Và bên Autotech đến thời điểm này thì gọi là đã trong sạch, trong gọi là môi trường gọi là trong lành trở lại. Thì vì bọn em đã có trải qua 2-3 tuần
là cái lượng dịch các bạn ấy cứ tăng liên tục 20, 25 rồi đến lúc mà cái tỷ lệ tổng tỷ lệ nghỉ dịch nó là tỷ lệ mà F0 là trên 70%. Và cái quyết định cuối cùng đó là gì? Là yêu cầu phải cho F0 đi làm. Yêu cầu những bạn mà chỉ những cái trường hợp mà các bạn bị F0, các bạn mệt quá, các bạn bị sốt, bạn không thể đi làm được thì cho các bạn nghỉ ở nhà. Còn kêu gọi, khuyến khích các anh em F0 quay lại đi làm để phục vụ cho sản xuất. Bản thân như em cũng vừa rồi cũng trải qua là một tuần F0 ở nhà, nhưng đến khi tình hình dịch căng quá mà sản xuất căng quá không có người vẫn phải quay lại đồng hành cùng các bạn. Thì nhưng qua 3 tuần thì đến bây giờ thì gần như là các bạn đã quay trở lại làm việc hết, và cái môi trường sản xuất ở dưới xưởng thì lại gần như bây giờ đã là trong lành hết rồi. Gần như cái trường cái việc mà F0 thì không còn lo lắng gì nữa. Thì quay lại cái bài toán thì bắt đầu là chuyển dịch lên phía văn phòng. Bên em thì ở trong công ty vẫn có việc mà cách ly ngăn cách các cái công đoạn mà tránh dịch ở giữa khối văn phòng và khối sản xuất để làm sao mà đỡ lây lan giữa các bộ phận với nhau. Nhưng giai đoạn mình vẫn bị cái việc mà lây lan từ phía bên gia đình ngược trở lại, nên đợt này thì đang khối sản xuất đã đi vào ổn định thì khối văn phòng thì cũng bắt đầu lại cái tỷ lệ dịch nó cũng đang tăng dần lên. Nhưng mà khối văn phòng thì như anh Hùng và anh Quyết cũng nói, mình có một cái may mắn là khối văn phòng thì có thể làm việc online ở nhà được. Bây giờ cái điều kiện về cái việc công nghệ 4.0 nó cũng hỗ trợ rất là nhiều, nên đâm ra cái việc mà các bạn khối văn phòng nghỉ thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là cái khối sản xuất, khi mà các bạn nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất rất là nhiều, mình không thể đáp ứng được cái công việc cho giao hàng cho khách hàng. Nên đâm ra cái bài toán sản xuất thì khi mà dịch nó bùng nổ lên thì câu chuyện mà giải quyết nhân sự cho khối sản xuất nó đau đầu hơn rất là nhiều so với lại khối văn phòng. Còn bên em thì ngoài ra, ngoài cái khối mà ở tại nhà máy thì còn có một cái khối mà làm việc ở tại bên phía khách hàng. Thì cái khối lượng chính đó là cái phần nhân sự làm ở khối bên khách hàng chính của bên Autotech thì đó là chính là bên Samsung Display. Bản thân thì Samsung Display họ kiểm soát dịch cũng rất là chặt. Và đấy cũng là một cái vấn đề rất là đau đầu. Tại vì họ làm đúng theo tiêu chuẩn, đó là cái việc mà cứ khu vực mà cao điểm về dịch thì họ yêu cầu nghỉ. Thời điểm này thì họ cũng đã giãn rất là ra. Họ đã yêu cầu là chỉ khi mà F0 thì chỉ cần phải nghỉ 7 đến 10 ngày mà có chứng nhận về âm tính trở lại thì có thể quay lại làm việc. Nhưng mà cũng nó cứ rơi rụng, và cái việc mà điều phối nhân sự bù cho các cái nhân sự làm trong phía bên khách hàng nó cũng bị rất là khó khăn. Tại vì như vừa rồi em cũng đã giới thiệu đấy, đó là bên em ở dưới sản xuất thì là dịch gần như là 100%. Thì cái câu chuyện để mà cháo nhân sự để bổ trợ cho khu vực khách hàng thì không còn cơ hội. Nên ra là cũng giai đoạn khó như bên chỗ anh Hùng cũng nói ấy, thì bản thân những cái bạn mà chưa F0 ấy, các bạn mà chưa phải nghỉ ấy, thì đành phải cố gắng gồng lên, không phải làm 100% nữa mà có thể phải làm 200-300% để làm sao mà gánh bớt các cái phần công việc của các cái bạn nghỉ. Thì đến thời điểm này thì khối sản xuất của bên em, khối setup bên khách hàng hay là khối sản xuất trực tiếp ở dưới xưởng thì cũng đã đi vào ổn định rồi, các bạn đã quay trở lại gần như là hoàn toàn bộ 100% đi vào sản xuất ổn định, nên là cũng qua được cái giai đoạn khó khăn nhất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chị Hương và chúc mừng bên Autotech là coi như đã lên đời thành công một cách an toàn. Vâng, gọi là phổ cập thành công nữa. Phổ cập thành công một cách an toàn. Thực ra nghĩ cái việc mà không chỉ ở nhà máy của mình mà còn có một cái lực lượng rất là lớn đến các nhà máy của khách hàng, với mỗi một khách hàng với yêu cầu kiểm soát khác nhau, nó cũng là một cái rất là vướng ạ. Có vẻ là chúng ta sau khi mà chúng ta có một cái làn sóng lên đời được cái thì mà lên đời một cách an toàn ấy, thì có vẻ như là chúng ta cũng đi dần vào ổn định. Tuy nhiên vừa rồi chúng ta nói đến đấy là cái giai đoạn vừa rồi, và nói đến việc về các cái F0 và các F liên quan phải nghỉ. Thế thì nghỉ đấy là tại vì người ta không đi làm, cho điều kiện người ta không đi làm được thôi, còn coi như là khi khắc phục ấy, thì người ta có thể đi làm được. Và chỗ Autotech thì tôi nghĩ là chúng ta đi trước thời đại đấy, tại vì là bây giờ các bác ấy mới đang thảo luận cái câu chuyện đấy, và tôi nghĩ là nó cũng đi đến việc trước đấy thôi. Thì bên em cũng có đang nói vui với nhau là Autotech luôn đi trước thời đại. Lúc mà bên Bắc Ninh người ta chưa yêu cầu ba tại chỗ thì mình đã ba tại chỗ. Đến bây giờ thì người ta chưa cho quy định là cả F0, F1 đi làm thì F0, F1 đã đi làm vẫn. Nhưng thực ra thì đấy là cái hoàn cảnh nó ép buộc chúng ta phải suy nghĩ ra các cái giải pháp mà bắt buộc là giống như câu chuyện là chúng ta không thể từ chối khách hàng, chúng ta không thể là lấy lý do là F0 để dịch mà chúng ta hoãn cái việc mà giao hàng cho khách hàng.
mà chúng ta vẫn phải tính toán được cái bài toán làm sao mà vẫn phải đảm bảo được sản xuất. Nên ra từ cái khó thì nó cũng phải nó ra cái khôn anh ạ. Tôi nghĩ là mình cái việc mình chủ động và có các cái sáng kiến như vậy thì rất là quan trọng. Tại vì tôi vẫn nhớ là ngay từ năm ngoái khi mà thành phố Hà Nội mới ra một cái văn bản nói là các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để triển khai 3T, thì ngay cái tuần hôm đấy là GK là đã triển khai ba tại chỗ rồi. Tôi nghĩ là cái việc mà mình chuẩn bị sớm và mình có các cái phản ứng nhanh đối với các tình huống thì rất là quan trọng. Thế thì nếu bây giờ bên cạnh cái việc về nhìn việc những người phải nghỉ do cách ly ra ấy, nếu chúng ta nhìn lại trong 2 năm vừa rồi thì cái việc rung lắc như thế này của cái hoạt động của doanh nghiệp cũng như là cái việc về đe dọa của cái vấn đề về môi trường liên quan đến dịch bệnh thì cái tỷ lệ thay đổi nhân sự của chúng ta như thế nào, có cái quả nào mà lắc nhiều quá mà nó rụng mà nó nghỉ mà anh chị em nghỉ mới không? Tại vì miền Nam thì đi trước mà không biết là về thì về trước hay về sau. Nhưng chúng ta biết là miền Nam thì bị ảnh hưởng trước và các khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh thì có nói với tôi rằng là hiện nay thì rất nhiều anh em mới sau một thời gian work from home là bây giờ không muốn đi làm ở nhà máy nữa. Tại vì sau cái thời gian mà rất là sung sướng là cứ lăn thẳng từ trên giường xuống màn hình máy tính và làm việc trực tuyến thì bây giờ lại quay trở lại cái câu chuyện đi làm nhà máy thì là thấy ngại. Cho nên là có một cái mớ là sau khi mà giãn cách ấy là không đi làm. Tất nhiên là còn một số các lý do khác nữa. Nhưng mà nếu mà quay trở lại ở cái câu hỏi về tỷ lệ thay đổi nhân sự, nghĩa là những cái người mà người ta đã chuyển công việc ấy, thì thời gian vừa rồi nó xảy ra đối với mình như nào, nếu mà các anh chị không cảm thấy là có gì là nhạy cảm lắm ạ. Xin bắt đầu với anh Hùng ạ. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Câu hỏi này về năm ngoái thì cái tỷ lệ mà nó nghỉ thì ít hơn, nhưng đặc biệt là ra Tết xong. Ra Tết xong thì cái tỷ lệ mà nghỉ thì nó rất là nhiều. Vì nó có một cái tình trạng là công ty nào phần hầu hết các công ty thì đều bị ảnh hưởng và công ty nào cũng bị thiếu nhân sự, và dẫn đến mà cái trong cái lĩnh vực mà công nghiệp phụ trợ này thì nó cần nhiều nhân sự lắm, toàn 300-500 thì thiếu nhân sự. Và khi thiếu nhân sự thì cái việc mà có 100 có nhiều có 10 công ty mà có 100 người thì công ty nào muốn tranh giành, và lại đa số là các công ty đều sử dụng là cái đơn vị cung ứng lao động, thì dẫn đến là gọi là theo thị trường cung cầu. Vì vậy mà cung cầu thì dẫn đến là các đơn vị sẽ có những cái hỗ trợ tăng lương hoặc là tăng cái giá thuê nhân sự của các đơn vị cung ứng, dẫn đến bắt đầu nhảy việc tương đối nhiều. Và không chỉ là lao động trực tiếp ở cái đội ngũ mà các cái bạn ví dụ như kỹ thuật hay là chất lượng hay là một số các cái bạn nhân viên phục vụ trong trực tiếp bắt đầu nhảy việc. Và không biết là các công ty các anh chị nào, nhưng An Phú Việt cũng ảnh hưởng lớn đến vấn đề này, bởi vì các công ty thì bắt đầu đơn hàng vẫn phải đáp ứng, nên là trong một khoảng thời gian ngắn thì họ phải gọi là cầu người và có cái sự hấp dẫn về thu nhập, thì đây là một cái nguy cơ rất là cao. Thì có một tại vì cái tổng cái số lượng nhân sự của các công ty thì nó vẫn là như cũ, không có gì tăng cả, nhưng mà vì do F0 nghỉ rồi là có một số người thì người ta sợ vì dịch giã thì người ta phải chờ xem thế nào đã, thì dẫn đến là cái nó thiếu hụt tất cả công ty luôn. Vì vậy mà bằng mọi cách để tìm kiếm được nhân sự để đáp ứng đơn hàng cho khách, và không có cách nào khác thì đành phải là có những cái sự hấp dẫn, thì hấp dẫn bằng cách là lấy nhân sự của từ công ty này sang công ty kia thôi, và thông qua cái trung gian đó là cái công ty cung ứng lao động. Và An Phú Việt cũng không tránh khỏi cái tình huống này, thì tuyển được 10 người thì lại 5 người nghỉ, thì nên là luôn cứ phải chống đỡ đến thời điểm này, chắc là cũng phải 1-2 tháng nữa khi mà cái đội F0 mà nó không xảy ra nữa và đi làm đủ thì lúc đấy sẽ là an tâm hơn. Và các đơn vị thì thôi thì các cái đội ngũ F0 đi làm trở lại thì nó cũng giảm cái thiếu hụt, thì nó cái sự cạnh tranh về lao động nó cũng đỡ. Nên bây giờ là chỉ còn mỗi cái giải pháp là tình huống là chống đỡ thôi, chứ còn chống đỡ thì bằng cái cách là thôi thì kế toán thì lửa ngày làm giấy tờ, rồi còn lửa ngày thì xuống làm những cái công việc đơn giản mà chỉ cần dạy 30 phút đến 1 tiếng làm được là không làm. Rồi các bộ phận là khuôn, rồi các thứ là cứ những bộ phận nào mà thò người ra là được yêu cầu chuyên gọi là
chuyển sang các cái vị trí công việc mà nó đơn giản để hỗ trợ. Đấy là với cái tình huống mà trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3, chắc là cũng phải hết tháng 4 cho đến khi cái việc F0 mà nó gọi là phổ cập. Cảm ơn anh. Như vậy có vẻ như là tỷ lệ thay đổi nhân sự là cũng đáng kể phải không ạ? Năm ngoái thì các bạn ấy nghỉ, các bạn chuyển công việc vào Tết năm 2020 chủ yếu là do truyền thông dung các bạn quá, các bạn sợ, các bạn không đi làm nữa, đặc biệt các bạn ở xa. Còn năm nay thì có vẻ như là cạnh tranh lao động kinh quá, nên có thể các bạn ấy cũng chuyển qua chuyển lại. Với bên chỗ Autotech thì đặc điểm là tôi thấy là ở bên đấy thì lực lượng lao động của chúng ta thì nhìn ở mặt bằng thì tôi thấy có vẻ như là cái phần yêu cầu về tay nghề chuyên môn nó cũng cao hơn. Thì không hiểu là trong 2 năm vừa rồi thì cái tỷ lệ thay đổi nhân sự rồi nghỉ rồi chuyển việc nó xảy ra như thế nào, nếu mà chị Hương có thể chia sẻ được. Thực ra thì năm bên em thì về cái thay đổi nhân sự thì nó cũng tương đối thấp. Nhưng từ năm 2021 trở về trước thì bên em cái phần mà thay đổi nhân sự thì chủ yếu ở chỉ gặp nhiều ở cái phần chỗ nhân sự mà các bạn vào từ khoảng dưới một khoảng từ khoảng tính toán khoảng dưới 5,5 đổ lại, có nghĩa là khi từ lúc mới đến lúc mà chưa đi vào ổn định. Thực ra thì cái đội ngũ nhân sự đấy gần như là nhất là thường là các bạn nhân sự là chưa được 1 năm thì thường là hay thay đổi nhiều ở cái phần khối nhân sự đấy. Tại vì khi mà các bạn vào trong một môi trường mới và các bạn cảm thấy là tiếp xúc một cái môi trường và cái áp lực công việc hoặc là cái phần mà đòi hỏi những công việc, thứ nhất là về tay nghề thì em nghĩ là cái đấy phần có rất có đào tạo, nhưng mà cái môi trường bên Autotech thì cái áp lực công việc nó tương đối cao, nhất là bọn em lại chạy theo dự án nên đâm ra là cái yêu cầu nhiều khi về cái việc mà dồn áp lực công việc thì chủ yếu là do nghỉ thì chủ yếu là do về phần đấy thôi. Còn khi mà các bạn đã vào ổn định từ cái tầm từ 5,5 trở lên thì gần như là cái việc tỷ lệ thay đổi rất là thấp. Nhưng như cũng em nghĩ là cũng giống như bên chỗ anh Hùng thì từ đợt Tết ra đến giờ, Tết năm 2021 ra đến giờ thì đúng là giống như nó là đúng là cái sự thiếu hụt nhân sự chung. Và bản thân như cái mảng tự động hóa bên em thì như những năm vừa rồi thì các cái doanh nghiệp, kể cả các cái doanh nghiệp ngoài, các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình thì tương đối cũng là trong cái mảng thị trường đấy thì gần như là cũng chỉ tương đối số lượng công ty, nhưng mà đang cũng chuyển dịch một số gọi là cái việc mà theo nhu cầu về chuyển dịch đầu tư mới vào thì các cái đi theo là các cái doanh nghiệp tự động hóa của các cái doanh nghiệp nước ngoài, ví dụ như bên Hàn họ đi theo vào theo cái của bên Samsung Display chẳng, họ cũng bắt đầu là tính toán đến câu chuyện là phải chuyển dịch sang bên đây để xây dựng nhà máy, tính toán cái đội ngũ riêng của công ty của họ ở bên này để cho nó ổn định. Thì vì trước thì cái việc mà di chuyển đi lại của họ thuận tiện hơn nên đâm ra họ cũng có cái việc mà đầu tư ở Việt Nam thì họ chưa đẩy mạnh, nhưng năm vừa rồi thì cái việc dịch nó dẫn đến cái việc mà dẫn kỹ sư của họ từ bên nước ngoài sang ấy, bên Hàn sang hay bên Trung hay kể cả là bên Nhật sang thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên cái câu chuyện là họ phải tư duy, họ phải có doanh nghiệp ở đây mở xây dựng cái đội ngũ ở Việt Nam mình để làm sao mà nó thuận tiện, nó ổn định hơn trong cái việc mà chăm sóc khách hàng của họ. Nên cái việc mà thiếu hụt nhân sự và cái việc mà câu kéo nhân sự nó cũng đang bị tăng lên. Và như từ hồi Tết ra đến giờ thì bên em các cái cũng có sự rơi rụng trong những cái trường hợp mà như mình đang tính là cái tỷ lệ của cái giai đoạn ổn định nó là hơn 5,5 và cũng đang bị rụng một số, cũng là do cái việc mà câu kéo từ các cái doanh nghiệp mà bị gọi là đối thủ của mình. Họ cũng nhất là các cái doanh nghiệp Hàn, họ đang đưa ra cái mức lương khởi điểm ban đầu ấy, cái chính sách lương ban đầu nó đang cao hơn mình khá nhiều. Tất nhiên có thể là tổng thu nhập nó như nhau, nhưng mà khi họ thay đổi về cái hình thức và cái việc mà cách gọi của trong cái việc mà lương ban đầu ấy thì nó lại khác, nên đâm ra cái việc mà khi mà các bạn nhìn thấy về cái trước mắt thì có thể nó sẽ là hấp dẫn hơn. Và cái việc mà thay nó cái việc vấn đề đấy nó ảnh hưởng, bên em cũng đang bị ảnh hưởng trong cái việc mà cái nhân sự đi vào ổn định rồi cũng đang bị rơi ở một số các bộ phận, từ bên bộ phận thiết kế đến bộ phận sản xuất, nó cũng đang cũng là một vấn đề cũng đang đau đầu. Cảm ơn chị Hương. Có vẻ như là dưới 1,5 thì còn chưa đủ ngấm cái văn hóa để mà làm như kiểu là keo là silicon Apollo đúng không? Có vẻ như là cái việc thiếu hụt cái lao động thị trường chung, trong thị trường chung thì nó dẫn đến việc về cạnh tranh ở trong thị trường lao động, và nó có cái việc về di chuyển giữa các doanh nghiệp với nhau. Và tôi nghĩ đấy có lại cũng là một cái khía cạnh mà đợt tới này chắc là Vasi sẽ phải có cái việc về cân nhắc xem là có tạo ra được một cái thỏa thuận nào đấy trong các cái doanh nghiệp hội viên hay không ạ. Và trước khi có cái câu hỏi cho anh Quyết thì
Sau đây thì chúng ta sẽ có cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ có phần thảo luận mở cho các anh chị em ở trên diễn đàn. Trong cái buổi thảo luận nếu chúng ta có muốn chia sẻ cái kinh nghiệm hoặc là cái tình huống mà chúng ta đã trải qua thì anh chị em cứ raise hand, cứ giơ tay thì các cái bạn điều phối sẽ điều phối ạ. Vâng, với anh Tuyết thì xin phép được hỏi nhanh anh chút là cái tỷ lệ thay đổi nhân sự của GK trong 2 năm vừa rồi thì nó như thế nào, và nó theo anh đánh giá thì nó ở ở cái cấp nào và vấn đề nó có thể ở đâu ạ, nếu mà anh có thể chia sẻ được ạ. Xin mời anh Tuyết. Vâng, xin phép chia sẻ với các anh các chị. Thực ra thì trong năm 2021 cũng như là đầu năm 2022 thì về biến động nhân sự do nghỉ việc chuyển công ty thì đối với GK là hầu như là không nhiều, không ảnh hưởng. Một là cái nhân sự của GK thì chủ yếu là người địa phương, các xã lân cận, khu vực huyện. Thứ hai nữa thì các cái chế độ chính sách của GK cũng đưa ra để đáp ứng được các cái tương đối cho các cái nhân công. Chủ yếu thiếu hụt nhân sự ở đây chủ yếu là do ảnh hưởng về cái dịch. Ảnh hưởng dịch thì nhiều nhất sau Tết. Bản chất thì GK bây giờ cũng đang tuyển dụng mạnh, kể cả là bên phần thiết kế, kể cả là bên phần QC, kể cả là bên sản xuất, nhưng mà đang tuyển bổ sung thêm, tuyển thêm đấy ạ, chứ cũng không phải là tuyển do là nhân viên nhảy việc ạ, không phải là do nghỉ việc và nhảy việc mà tuyển bổ sung thêm nhân sự. Được, vâng, xin cảm ơn ạ. Tốt quá, chúc mừng GK duy trì đội ngũ một cách ổn định, và thứ hai là tuyển thêm bây giờ là chuẩn bị cho cái việc về mở rộng và đón đầu các cái làn sóng các đơn hàng mới ạ. Thế thì đấy là các cái câu chuyện của các khách mời của chúng ta. Thế còn với các anh chị em mà đang tham gia ở trên ở trong cái buổi thảo luận này thì chúng ta có muốn chia sẻ hoặc là có muốn thêm vài cái điểm chấm phá nào đấy, đặc điểm từ cái doanh nghiệp của mình không ạ? Xin mời ạ. Có cái điểm gì mà nó khác với phần chị Hương, với anh Hùng, với anh Quyết với chia sẻ không ạ? Hoặc là nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta cũng đồng cảm, chúng ta cũng rơi vào tình trạng tương tự thì chúng ta có thể có tương tác, chúng ta có thể là chia sẻ bằng cách là chúng ta bấm mặt, tôi nghĩ chắc là bấm trái tim đi, thả tim cho các cái khách mời của chúng ta ở trong cái phần nút tương tác kìa. Ok. Dạ xin phép em xin phép do em không thấy có cái nút giơ tay nên là em xin mạo muội em mở mic em phát biểu luôn được không ạ? Dạ xin mời ạ. Dạ xin chào các anh chị. Em thì tham gia với một cái vai trò hơi khác các anh chị một tí, đó là em thì không trong lĩnh vực doanh nghiệp mà em trong lĩnh vực đào tạo. Tuy nhiên là em cũng rất là quan tâm đến cái chủ đề là thiếu hụt nhân sự sau cái đợt dịch, đặc biệt là đợt dịch thứ tư từ kéo dài từ tháng 4 cho tới nay. Thì em cũng có một vài cái thắc mắc ở cái bản thân mình, và em cũng rất là cần cái sự chia sẻ từ các anh chị mà trải qua trong cái công tác thực tiễn này ạ. Cái thắc mắc thứ nhất của em á, là có phải là mình đang đứng ở cái góc độ là thiếu hụt nhân sự ở các cái doanh nghiệp, thì mình em tạm hiểu nó là các doanh nghiệp ở các cái khu đô thị lớn, tại vì phần lớn các cái đô thị lớn á, là mình sử dụng lao động là lao động nhập cư từ các cái vùng lân cận rất là nhiều, thì thành ra là cái đại dịch vừa rồi á, nó dẫn đến một cái tình trạng là có cái sự di chuyển lao động mà từ các cái đô thị lớn về các cái địa phương, có nghĩa là tạm hiểu là họ trở về với địa phương hoặc là họ trở về vùng nông thôn mà không phải là các đô thị lớn. Thế thì cái việc mà các cái doanh nghiệp của mình đối mặt với việc thiếu nhân sự như thế thì có phải nó lại tạo ra một cái tích cực cho các cái địa phương mà họ có là đón lao động trở về không ạ? Ví dụ như là em ở thành phố Hồ Chí Minh thì em thấy các cái doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai là cũng ở trong cái tình trạng như các anh chị đang chia sẻ từ nãy giờ. Nhưng mà em thấy là các cái doanh nghiệp mà ở những cái vùng lân cận, ví dụ như là ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, thì em lại thấy là họ sẽ có đón một cái lượng lao động, cả lao động phổ thông mà cả lao động có tay nghề. Thì đó có phải là cái cơ hội của họ hay không? Như vậy có phải là doanh nghiệp ở những cái địa phương đó thì không phải đối mặt với cái bài toán như các anh chị chia sẻ nãy giờ hay không? Đó là em rất là muốn lắng nghe cái sự chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị ạ. Và cái thứ hai là em rất là quan tâm đến cái khảo sát của
ban tổ chức khi nãy không phải là cái khảo sát này là được thực hiện của Vasi thực hiện thông qua cái điền đường link lúc mà tham gia phải không các anh chị? Và em có thể xin cái kết quả đó được không ạ? Dạ em xin hết ạ, em cảm ơn các anh chị. Cảm ơn chị Huyền về không ạ? À dạ vâng ạ, em xin lỗi. Em tên Nguyễn Thanh Huyền ạ. Dạ. Vâng, với kết quả khảo sát thì như tôi nói lúc trước thì chúng ta trong cái phiếu khảo sát chúng ta có cung cấp địa chỉ email, sau khi tôi tổng hợp thì bên Vasi sẽ gửi lại các anh chị cái kết quả tổng hợp qua cái đường mail đấy ạ, qua địa chỉ mail ạ. Câu hỏi của chị Huyền liên quan đến một vấn đề nó cũng khá là vĩ mô. Tất nhiên là trong cái câu hỏi vừa rồi đối với các vị khách mời và trong phiếu khảo sát chúng ta có cái phần liên quan đến tỷ lệ thay đổi nhân sự. Thế thì cái việc về dịch chuyển của lực lượng lao động giữa các vùng thì nó sẽ, nếu có thì nó sẽ liên quan đến, nó sẽ thể hiện ở cái phần về tỷ lệ thay đổi nhân sự, nó là một phần ở trong đấy. Ví dụ như là nếu mà người ta di chuyển từ các cái trung tâm công nghiệp về các cái tỉnh thì như vậy người ta sẽ phải nghỉ việc. Thế thì ví dụ như bên chỗ GK chẳng hạn thì anh Quyết cho biết là cái tỷ lệ nghỉ việc của chúng ta gần như là không đáng kể. Tôi nghĩ là nó cũng không, cái chỗ đấy nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ở khu vực Trương Mỹ với anh Hùng thì cho biết rằng năm 2020 thì nó cũng không đáng kể, chỉ có kỳ trừ cái đợt sau Tết, tại vì đợt đấy bà con sợ quá, có lẽ là một số anh chị em ở xa thì người ta không đi làm nữa và người ta chuyển. Còn sau Tết thì nó là do vấn đề về tranh giành của thị trường lao động. Ở chỗ chị Hương thì cơ bản ổn định, trừ trường hợp một số bạn là ở trong cái thời gian đầu thôi. Tuy nhiên là hiện nay thì tôi được biết là chúng ta chưa có một cái khảo sát chính thức nào về vấn đề dịch chuyển của thị trường lao động. Tuy nhiên là quan sát thì báo chí cũng như là anh chị em thì đều nói rằng là cái điều này xảy ra ở khu vực miền Nam thì rõ ràng hơn ở miền Bắc, tại vì chúng ta trải qua cái đợt tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm ngoái. Cho nên là có cái sự dịch chuyển rất là rõ ràng về lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ về các cái tỉnh miền Tây, tại vì có một lực lượng lao động rất là lớn ở miền Tây và ở các cái tỉnh vùng biên giới Nam Trung Bộ. Và tất nhiên là cái chỗ này chúng ta cũng nhìn thấy ngay, tại vì một số anh chị hiện nay thì ở ngoài Bắc này thì đã đón được các cái đơn hàng mà chuyển từ các nhà máy từ Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc rồi. P&Q hiện nay đã có một số các khách hàng là nhận thêm các đơn hàng. Một trong lý do tại sao đơn hàng mới là tại vì họ chuyển các cái đơn hàng của họ từ khu vực miền Đông Nam Bộ ra ngoài Bắc, và tôi cho rằng là cái xu hướng này là một cái xu hướng có. Thế còn hôm nay thì rất là tiếc là trong số các khách mời ở đây thì chúng ta lại chúng tôi cũng đúng là sơ suất là không có doanh nghiệp nào ở các khu vực như là Thái Bình hoặc Nam Định hoặc là đâu đấy thì có thể giúp chúng ta nhìn một cách rõ hơn. Hy vọng là trong thời gian tới thì Vasi cùng các đối tác thì có thể là có các cái khảo sát kỹ hơn về cái xu hướng dịch chuyển lao động giữa các cái vùng miền sau cái chỗ này. Và nếu chúng ta nhớ lại thì trong một cái chương trình về Springboard thì chúng tôi cũng có đề cập đến cái xu hướng dịch chuyển lao động này trong thời gian tới. Tuy nhiên là đúng là chúng ta sẽ chờ cái kết quả khảo sát cụ thể. Như vậy thì cảm ơn chị Huyền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp nhìn chung đều gặp cái khó khăn ở hai cái phương diện. Một là cái việc mà thích ứng với các cái thiếu hụt trong ngắn hạn do cái nhu cầu của các cái F0 và các F liên quan về cách ly. Chúng ta thấy rằng là cái xu hướng của năm 2020 và đầu 2021 cái thường là giai đoạn mà chúng ta để ý nhiều hơn đến vấn đề về lây lan ở trong nơi sản xuất. Nhưng mà rõ ràng là trong giai đoạn vừa rồi thì nó không phải như vậy nữa. Nó lây lan ở rất nhiều các cái nguồn khác nhau. Và nó làm cho các cái nỗ lực mà phòng dịch của các doanh nghiệp ấy nó cũng chỉ giải quyết được một phần trong cái câu chuyện của việc về phòng ngừa thôi ạ. Chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái việc về phải đối ứng với các cái thiếu hụt ngắn hạn thì bản thân cái dịch và cái việc về cạnh tranh về thị trường lao động và cái dịch chuyển thị trường lao động nó cũng tạo ra các cái áp lực đối với vấn đề về thay đổi nhân sự ở mức mà các cái lao động mà nghỉ việc rồi chuyển việc, và cái đấy nó cũng tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Thế vấn đề đặt ra là
giả sử như vào năm 2017, 2018 chúng ta bắt đầu đầu năm chúng ta nghĩ thì chúng ta bảo là vào giữa năm tự nhiên lúc nào đấy chúng ta bị thiếu hụt mất 30% lao động thì chúng ta làm cách nào? Thì tôi cho rằng là tại thời điểm đấy có khi chả có doanh nghiệp nào nghĩ rằng là mình có thể đảm bảo duy trì giao hàng được nếu mà chúng ta có cỡ khoảng 30% lao động nghỉ, phải không ạ? Nhưng mà như anh Hùng với chị Hương và anh Quyết có nói đấy thì rõ ràng là cái vấn đề về giao hàng là vấn đề không mặc cả. Và cái các doanh nghiệp thì phải ưu tiên làm được việc này. Và thực tế là các doanh nghiệp thì phần lớn ấy là đã làm được việc này. Cho nên là tôi thấy rất là khâm phục các doanh nghiệp có các cái sáng kiến và có các cái giải pháp để có thể thích ứng với các cái biến đổi trong ngắn hạn vừa rồi. Và trước khi đi đến phần về chia sẻ với các khách mời thì tôi lại xin mời mọi người quay lại với cái phần cái kết quả khảo sát, xem là các doanh nghiệp của chúng ta tham gia khảo sát thì họ đã nói họ làm gì trong cái khủng hoảng nhân sự vừa rồi ạ. Chúng ta nói về đối sách ạ. Thế thì ở đây khi mà chúng tôi có cái khảo sát ấy, thì có các cái sự lựa chọn khác nhau thì chúng ta thấy rằng là có đến hơn 60% các đơn vị thì lựa chọn cái giải pháp là tuyển bổ sung nhân sự để bù đắp vào cái lực lượng thiếu hụt do nghỉ cách ly. Thế cứ khoảng hơn 40% thì chọn là sử dụng lao động thời vụ và cái dịch vụ và cung ứng nhân sự. Cỡ khoảng là hơn 20% thì nói rằng là tăng cường cái việc thuê ngoài, có nghĩa là chuyển ra các cái doanh nghiệp ở ngoài làm. Tất nhiên các bác ở ngoài rồi thì cũng chắc cũng gặp chuyện tương tự rồi. Gần 60% thì trả lời rằng là cái thiếu hụt đấy sẽ được bù đắp thông qua cái việc về tăng ca với thêm ca sản xuất. Tất nhiên là trong một số trường hợp mà đã làm cả 3 ca full cả 24 tiếng rồi thì cái việc này nó cũng trở nên khó khăn. Vâng, anh Hùng có nói là đội kinh doanh thì xuống hỗ trợ cho bên chỗ kho chẳng hạn. Thì chúng ta có cỡ khoảng là 15% thì nói rằng là huy động đội ngũ văn phòng xuống. Và tôi nhớ là có một anh khách hàng, anh hay bảo là có một ngày đẹp trời khi tôi gọi điện là chỉ còn có tổng giám đốc ngồi văn phòng, rồi còn anh em văn phòng rồi đi hết xuống xưởng. Thì lúc đấy chắc cũng cô đơn lắm. Cái phần linh hoạt hóa nhân sự mà anh Hùng vừa đề cập thì ở đây được cỡ khoảng gần 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn, nghĩa là điều chuyển tạm thời nhân sự từ cái công đoạn này sang công đoạn kia hoặc là từ xưởng này sang xưởng kia. Mặc dù là trong giai đoạn này nó cũng ngắn hạn nhưng mà cũng có một số doanh nghiệp cỡ khoảng 20% thì đã tranh thủ trong giai đoạn này để mà tăng cường các cái hoạt động về tự động hóa hoặc là bổ sung về thiết bị và đổi mới công nghệ. Chỉ có khoảng 15% các doanh nghiệp thì chọn cái câu chuyện là gọi khách hàng ơi làm ơn cho tôi giãn hoặc là hoãn cái đơn hàng đó. Và có thêm cái bổ sung đấy là việc online thì như vậy liên quan đến các cái khối có thể làm việc online được. Thế thì như vậy các giải pháp thì cũng khá là phong phú, từ cái việc về tuyển thêm rồi đẩy việc ra ngoài rồi anh em rồi cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên là những cái việc đấy tôi nghĩ là nó mỗi một cái giải pháp đấy nó đều có các cái tác động của nó, kể cả về tích cực và các cái ảnh hưởng mà chúng ta phải kiểm soát. Và với cái giải pháp như thế thì các doanh nghiệp tham gia khảo sát thì đánh giá cái mức độ về ảnh hưởng ấy thì ngay cả sau khi mà có các nỗ lực như vậy thì về mặt chất lượng ấy, thì có đến 45% các cái doanh nghiệp nói rằng là do cái thay đổi như vậy thì cái sai lỗi trong sản xuất thì có tăng nhưng mà không đáng kể. Như vậy là cơ bản là chúng ta có thể đưa nó vào ở mức kiểm soát được. Chúng ta có cỡ khoảng là 1/4 là 24% thì các doanh nghiệp là rất là may mắn và kiểm soát tốt, nên là không ảnh hưởng đến chất lượng, kể cả chất lượng trong sản xuất và chất lượng giao hàng thì đều không bị ảnh hưởng. Chúng ta có cỡ khoảng 30% thì bị ảnh hưởng đáng kể, thì trong 30% này một nửa khoảng 15% thì nói rằng là tăng đáng kể ở trong sai lỗi trong sản xuất nhưng mà cái chất lượng giao hàng thì không ảnh hưởng lắm. Nhưng mà có một cái phần nghiêm trọng hơn, đấy là khoảng 15% thì trả lời rằng là không chỉ chúng ta tăng cái sai lỗi trong sản xuất mà chúng ta còn tăng cả cái sai lỗi trong đến tay khách hàng nữa. Thì cái phần mà tăng sai lỗi đến tay khách hàng thì có vẻ nó nguy hiểm hơn ạ. Chúng ta nhìn ở cái phần liên quan đến giao hàng thì
xét ở ở cái mức độ về hủy thì tỷ lệ rất là thấp, chúng ta có cỡ khoảng 4% thì là phải hủy đơn hàng. Còn thì chúng ta có khoảng 10% thì là chúng ta đã hoãn và giãn cái tiến độ giao hàng. À, cỡ khoảng hơn 40%, phần lớn nhất ở đây thì mức độ ảnh hưởng là liên quan đến việc là chúng ta có một số đơn hàng chúng ta giao trễ. Chúng ta không giãn, không hoãn, nhưng mà chúng ta cứ bị trễ thôi. Thế còn cỡ khoảng 20% thì trả lời là không có giao trễ, nhưng mà cái vấn đề giao hàng nó trở nên phức tạp hơn, có thể chúng ta sẽ phải giao thành nhiều đợt, rồi chúng ta sẽ phải giao với cái dịch vụ mà chuyển phát nó, và phí nó sẽ phát sinh cho cái phần giao hàng. Và chúng ta cũng rất là tốt là chúng ta có cỡ khoảng là gần 1/4, là khoảng 21% các doanh nghiệp trả lời ở đây thì nói rằng là cái phần giao hàng là nó không bị ảnh hưởng, nghĩa là chúng ta có thể duy trì được cái đáp ứng yêu cầu giao hàng của khách hàng, và như vậy thì rất là tốt. Như vậy đấy là chúng ta nói về cái phần về giao hàng. Thế còn nói về vấn đề về hiệu suất và chi phí, khi mà trả lời câu hỏi là cái việc thiếu nhân sự như vậy thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả về hiệu suất và chi phí sản xuất, thì chúng ta thấy ở đây rất là rõ ràng là chỉ có cỡ khoảng 4% doanh nghiệp thì trả lời là may mắn là không bị ảnh hưởng thôi. Không có doanh nghiệp nào nói rằng là trong khó khăn này thì tôi lại có thể làm tốt hơn về mặt hiệu suất. Gần 50% thì nói rằng là tác động đáng kể đến hiệu suất và chi phí sản xuất. Thế còn cũng gần một nửa thì nói rằng là có tác động xấu. Và nhưng mà không đáng kể. Thế thì đấy là chúng ta nhìn về kết quả khảo sát đối với các cái đối sách ngắn hạn, cũng như là trên cái cơ sở các đối sách ngắn hạn như vậy thì các doanh nghiệp có đánh giá đến cái tác động về QCD cho các nhà máy của mình. Con số chung là như vậy. Thế còn với các doanh nghiệp mà có khách mời các anh chị em tham gia ở đây thì các anh chị tham gia ở đây thì chúng ta đánh giá như thế nào? Xin được bắt đầu với bên Autotech chỗ chị Hương thì trong giai đoạn vừa rồi thì cơ bản thì võ chính của chúng ta là gì? Chúng ta phải vận dụng hết các võ anh ạ. Thực ra thì thời gian vừa rồi thì vừa ảnh hưởng là nhân sự bị nghỉ dịch, nhưng song song cùng đấy thì lại đơn hàng lại tăng. Nên bên em thì tuyển thì không phải là tuyển để bổ sung cho cái việc mà nhân sự nghỉ dịch, mà mình có sự tính toán cho việc phát triển, và mình có sự là tính toán việc tuyển dụng để cho cái lộ trình phát triển của mình, cũng như cái việc mà chuẩn bị sẵn sàng, nó gọi là sự chuẩn bị trước cho cái tính trước cho cái bài toán mà chuyển dịch đầu tư vào, thì cái nhu cầu về phần nhu cầu về tự động hóa hay là nhu cầu về việc nó cũng tăng lên. Nhưng mà nó cũng vừa rồi thì có thể là họ bị chững một năm, nên đâm ra cái giai đoạn đầu năm vừa rồi, năm nay cái việc họ đầu tư quay ngược trở lại ấy, nó cũng đang đẩy mạnh, nên đâm ra bên em vừa nghỉ dịch mà vừa lại lượng việc nó đang gần như có thể còn gọi là tăng gần gấp đôi, nên đâm ra là vừa giải quyết bài toán khó khăn trong bùng dịch thì còn phải bài toán nó cái việc mà tăng sản lượng lên mà vẫn phải đáp ứng được cho cái khách hàng. Thì ở đây thì mình sẽ phải gần như đúng là vận dụng gọi là đồng thời rất là nhiều các giải pháp, vì một giải pháp thì không thể hỗ trợ trong một thời điểm gọi là gấp được mà với số lượng lớn được, mà bên em song song là vừa tuyển bổ sung nhân sự, vừa sử dụng, bọn em có một cái kênh, đó là cũng có một cái kênh kiểu kết hợp cũng rất là hay, đó là kết hợp với một số trường đào tạo nghề, đó là cho sinh viên thực tập, và gọi là gần như là các bạn ấy kết hợp giữa trường và nhà trường và công ty, thì bên mình vừa có nhân sự hỗ trợ trong công việc mà các bạn sinh viên cũng có cơ hội có môi trường để các bạn đi thực tập và nâng cao tay nghề. Vừa sử dụng nhân sự thuê ngoài ra thì bên em cũng phải kết hợp với một số các bên chuyên cung cấp các cái gọi là nhân sự kỹ thuật ạ. Nó không đáp ứng được theo toàn bộ cái yêu cầu của tiêu chuẩn của mình, cái đòi hỏi tay nghề của mình, nhưng mà cũng hỗ trợ được phần nào trong cái công việc, và vẫn phải vận dụng thêm, đó là tăng ca. Thì tăng ca với anh em huy động nhân viên văn phòng cũng có, như trong giai đoạn này bên em khối xưởng cũng đã đi lại 100%, nhưng mà nhân sự vẫn không thể đảm bảo được các full, các cái visa sản lượng tăng rất là cao,
yêu cầu là các bộ phận khối văn phòng như bộ phận giả sử như bộ phận kỹ thuật nhà máy, bộ phận bên em có một team đó là team về viết làm phần mềm POC cho máy chặn, thì kéo xuống đó là ban ngày thì cho đi hỗ trợ lắp đặt, ban đêm thì về thiết kế. Đấy, đó là cái việc mà hỗ trợ nhân sự giữa các bộ phận phòng ban với nhau cũng phải có. Thì cái khi mà vấn đề xảy ra thì chúng ta phải vận dụng tất cả các yếu tố tính toán trong cái việc mà vấn đề này thì sẽ hỗ trợ được bao nhiêu, cái khía cạnh này thì nó sẽ bổ trợ được mình như nào. Thực ra cái bài toán mà bọn em vẫn hướng đến là cũng mong muốn tìm các đối tác, ví dụ trong cùng ngành nghề làm sao mà có những đối tác mà họ cung cấp nhân sự mà thực sự nhân sự mà có chất lượng, thì cái việc mà giảm tải câu chuyện mà các doanh nghiệp thì em nghĩ bên nào cũng như thế, mình không thể gọi là nắn được cái đường biên dao động trong công việc của mình, mà mình nắn vào gọi là cái giới hạn nhỏ nhất. Bao giờ nó cũng có cái giai đoạn đỉnh và giai đoạn gọi là nó có thể là nới rộng rất là nhiều, và chúng ta cũng không thể tuyển dụng được theo toàn bộ cái phần mà cái đỉnh chóp của cái việc mà nhu cầu nhân sự được, tại vì như thế là nó sẽ gây ra cái sự rủi ro trong cái việc mà sắp xếp nhân sự sau khi mà chúng ta vượt qua được cái chóp công việc nhu cầu cao như thế. Nên đâm ra vẫn mong muốn là khi chúng ta có một cái nắn vào cái đường biên ổn định nhân sự của chúng ta, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có những cái đối tác để mà chúng ta kết hợp được để gọi là hỗ trợ lẫn nhau trong những giai đoạn cao điểm. Giai đoạn này công ty mình cao điểm thì mình có thể sử dụng nhân sự của bên công ty khác, nhưng sau giai đoạn khác thì có thể là mình cũng bổ trợ công ty khác chẳng. Thì cái việc mà bổ trợ lẫn nhau nó cũng sẽ hỗ trợ ở cái giải quyết bài toán nhân sự tốt hơn rất là nhiều. Nhưng hiện tại thì bên em cũng đang gặp khó khăn về cái bài toán bổ trợ nhân sự đấy. Tuy nhiên bọn em đang có hai cái kênh, đó là kênh về trường đào tạo và kênh về gọi là một số công ty chuyên cung cấp nhân sự, nhưng mà dưới dạng nhân sự của họ gần như kiểu nhân sự cơ điện ấy, thì nó không có tay nghề quá cao. Nên cái câu chuyện mình gặp đó là giống như một số công ty ở đây em cũng đang thấy là trong khảo sát mình gặp cái việc mà sai lỗi trong sản phẩm, trong cái sản phẩm của mình. Sai lỗi đôi khi thì mình có kiểm soát được ở nhà mình và nó cũng kéo dài cái thời gian, trong đáng nghĩa là với nhân sự của mình thì mình có thể là trong thời gian T như này, nhưng mà khi mà sử dụng nhân sự ngoài thì cái thời gian của mình sẽ phải là cộng thêm một cái alpha nữa cho cái việc mà kiểm soát lại và xử lý lại các vấn đề do nhân sự không phải nhân sự của nhà mình làm ra. Cũng có những cái vấn đề mà vừa rồi bên em cũng có trường hợp là bị lọt lỗi sang sản phẩm sang bên khách hàng, và cũng đang bị cũng tương đối bị cờ lên do cái vấn đề vì nhân sự của mình vừa rồi, như bên em cách đây khoảng 1-2 tuần là cái lượng F0 nó tăng rất là cao, gần như nghỉ hơn một nửa, gần 70% xong về cho quay ngược trở lại dần. Nhưng cái việc mà thiếu hụt nhân sự đâm ra cái việc giao hàng vẫn phải giao, mà chất lượng nó mình đang bị gọi là không kiểm soát được 100%, và cái việc nó lọt lỗi sang khách hàng nó gây ra cái vấn đề rất là lớn khi mà lỗi sang khách hàng rồi thì bị cờ lên ngược trở lại. Đấy là cái mà bọn em cũng đang gặp phải trong cái vấn đề mà vừa vướng về vấn đề nhân sự, thiếu hụt nhân sự cộng với lại cái việc tăng sản lượng, và cái việc đối ứng của mình thì nó cũng chưa được hoàn hảo, chưa được như mình kỳ vọng. Đấy là cái mà Autotech đang gặp phải. Vâng, cảm ơn chị Hương. Có vẻ như là Autotech là dùng hết các cái loại thuốc mà dùng ở trong cái gói thuốc mà Bộ Y tế cấp cho F0 rồi đấy. À, vâng. Có bao nhiêu thành phần ở trong đấy là dùng hết bên, rồi. Bên em là phải sử dụng hết đấy. Nhưng mà cũng vẫn đang vâng. Chưa được tối ưu hết. Vâng, vâng. Và nói đến việc về tăng ca là rất vất vả. Căng thẳng làm tôi nhớ lại cái dịp tháng 8 năm ngoái khi mà P&Q làm cái chương trình Springboard Talk 31 ngày là anh em tăng ca vất vả luôn, mà thấy ông nào ông đấy bơ phờ ra luôn. Cũng hay là nó có 31 ngày thôi, còn ở với các doanh nghiệp sản xuất thì nó lại dài hơn. Vâng, như vậy với Autotech thì rõ ràng là chúng ta cũng triển khai rất nhiều các giải pháp, và trong quá trình đấy thì có những cái giải pháp nó cũng thuận tiện, thuận lợi, có cái thì chúng ta cũng thấy là nó cũng vướng. Và đi kèm với nó là cũng có cái tác dụng phụ mà chúng ta cũng chưa kiểm soát hết được. Cho nên là trong những trường hợp đấy thì doanh nghiệp nào cũng sẽ rơi vào tình trạng như vậy, và bản thân khách hàng người ta cũng thấu hiểu hơn cái bối cảnh trong cái câu chuyện về giao dịch ạ. Trong cái chuỗi cơ khí thì với cái đặc điểm ở cái khu vực Chương Mỹ ấy, thì các cái giải pháp mà bên chỗ GK đợt vừa rồi đã triển khai thì như thế nào, và anh Quyết thì anh đánh giá như thế nào về cái tính hiệu quả của các cái giải pháp đấy, và hay là một vài cái tác động phụ mà nó có mà mình đã cảm nhận, mình đã nhận biết được. Dạ vâng, em xin phép chia sẻ một chút ạ. Về cái việc mà kiểm soát tình hình dịch
Thì trước tháng 11 năm 2021 thì cứ định kỳ khoảng nửa tháng là công ty test cho mọi người một lần, toàn bộ cán bộ công nhân viên. Nhưng sau đó thì cái giải pháp thì lại phải thay đổi, là từ tháng 11 đến hết tháng 1 năm 2022 là test hàng tuần, định kỳ một tuần test một lần toàn bộ công ty để sàng lọc các F0. Sau đấy thì đến cuối tháng 1 năm 2022 thì vào một cái buổi test nó nhiều dương tính quá. Thế thì cái việc cái chiến thuật mà lại phải thay đổi lại là không test nữa, không test COVID toàn bộ công ty nữa, mà bây giờ chuyển sang giai đoạn vì lúc đấy nó lây lan quá nhiều ở địa phương rồi. Chuyển sang là ai có triệu chứng thì đến công ty test. Thế và khi mà giai đoạn đầu thì là F0 thì điều trị khỏi bệnh xong cách ly ở nhà 7 ngày, sau đó mới đi làm. F1 mà liên quan đến gia đình có nguy cơ cao thì nghỉ cách ly theo dõi ở nhà một tuần, sau đó mới đi làm. Sau đó thì cũng lại phải thay đổi lại cái kế hoạch kiểm soát dịch, là F1 mà phát hiện ở nhà thì cũng cho đi làm luôn. Mà F0 đến tại thời điểm này thì cũng F0 mà khi mà khỏi bệnh có âm tính thì cũng triển khai cho đi làm luôn, để đảm bảo cái nhân sự cho sản xuất. Thế và các cái giải pháp thì bổ sung cái số lượng thiếu nhân sự, thì một là công ty triển khai 3 cái giải pháp. Một là điều chuyển nhân sự của các bộ phận lẫn nhau ở trong công ty, bố trí tăng ca và tăng giờ, tuyển dụng cái nhân sự bổ sung. Đấy là 3 cái giải pháp mà công ty đang áp dụng. Thì về bản chất thì tại thời điểm này thì vẫn có đủ những cái nhân sự để mà mình đảm bảo cái kế hoạch sản xuất. Ở hiện tại thì bên phía JICA thì vẫn đảm bảo được cái kế hoạch giao hàng cũng như là cái chất lượng sản phẩm thì cũng không bị ảnh hưởng, do là mình sử dụng cái nhân lực nội bộ công ty. Thế và cũng đã triển khai là đào tạo anh em đa năng, sắp xếp được làm việc ở các vị trí khác nhau. Xin hết ý kiến ạ. Cảm ơn anh Quyết đấy. Như vậy là chúng ta cũng áp dụng nhiều giải pháp, nhưng mà chuyện tích cực là cái phần về ảnh hưởng liên quan đến QCD thì nó được kiểm soát ở mức tương đối là tốt. Tôi nhớ là có một hôm tôi có trao đổi với bạn Bảy ở đấy, và bạn cơ bảo là anh Thắng cũng may và đợt vừa rồi tập trung vào làm cải tiến, cho nên là cái việc hiệu suất nó cũng tốt và cái việc phải xoay chuyển nó cũng nhanh hơn. Tôi nghĩ đấy là một cái khía cạnh cũng rất là tích cực. Với nữa là GK trong cái chương trình kế hoạch về mở rộng về công suất và tăng người ấy, thì cái việc về như anh Quyết nói là tuyển bổ sung bây giờ cho việc phát triển ấy, thì có thể là ngay trong ngắn hạn thì có thể giúp cho cái việc là bù đắp cái phần về thiếu hụt, phải không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Với bên An Phú Việt thì tình hình là các anh chị bên đấy là kê đơn thế nào và uống thuốc vào thấy thế nào ạ? Wow. Cảm ơn anh Thắng chia sẻ bên Autotech JK thì cũng như An Phú Việt thôi. Cái đội ngũ mà thiếu hụt là phần lớn là cái đội trong cái việc sản xuất ấy, thì nó lại là cái đội ngũ trực tiếp nhiều nhất, đó là cái đội ngũ nhân viên trực tiếp vận hành, và đồng thời là các cái đội ngũ phục vụ như kỹ thuật, chất lượng và các cái quản lý trực tiếp. Do vậy mà chẳng có chừa cái thuốc nào hết, dùng hết, miễn là làm sao là mọi cái giải pháp mà có thể dùng được là dùng hết, từ cái việc tuyển bổ sung cho đến việc là sử dụng lao động thời vụ cung ứng rồi thuê gia công ngoài. Thì cái này thì năm ngoái thì An Thuyệt đã lên phương án trước rồi, cho nên là năm nay nó đến một cái thì đã phát triển được thêm 2 đối tác nữa. Và tiếp đến là điều chuyển tạm thời rồi sử dụng nhân viên văn phòng hay là làm thêm giờ là không còn thoát một cái giải pháp nào cả, và tận dụng tối đa. Tại vì mỗi một cái giải pháp nó cũng thêm một vài người, như vậy thì có 5-6 giải pháp thì nó cũng bù đắp phần lớn cái số mà đang bị thiếu hụt. Thì có vấn đề là nó sẽ nảy sinh cái sai lỗi, và cái việc sai lỗi thì nó cũng tăng lên. Đồng thời là cái năng suất thì nó cũng bị giảm đi, bởi vì nhân viên kế toán thì ngồi văn phòng nhiều, một xuống đứng máy thì một vài công đoạn thì An Quyền cũng phải chia công đoạn là từ tại thời điểm đấy thì lại phải chia ra công đoạn nào thì công nhân mà đang cũ thạo thì làm, còn công việc là dễ thì kế toán làm.
hay là các cái vị trí mà chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia thì cứ việc là dễ thì chia để dành cho cái ông mà chuyển thuyên chuyển đấy làm, còn việc mà nó đòi hỏi chuyên môn cao hơn thì cái ông cũ làm, và vì vậy nó cũng chống đỡ được. Thì có bất cứ cái giải pháp nào cũng đều, ngay cả việc mang những cái sản phẩm đơn giản về nhà để con cái rồi là người nhà để làm hỗ trợ những cái công việc gọi là đơn giản thì cũng cho cả mang về nhà luôn. Vì vậy nó cũng cũng có cái giải pháp vì cuối cùng vẫn phải đáp ứng được cho khách hàng. Có thể là giai đoạn gọi là cấp bách thì cái việc ưu tiên để giao được cho khách hàng đủ hàng và đảm bảo chất lượng là vẫn đưa lên hàng đầu, mặc dù có thể là tăng thêm chi phí cũng cũng tương đối. Đấy là những cái giải pháp mà An Việt đang làm, và cả đội ngũ quản lý lãnh đạo thì hàng ngày đều phải họp với nhau để có đưa ra những cái hành động một cách rất là cụ thể, làm gì và có thể giải pháp được những việc gì rất là cụ thể. Đấy là về phía An Phú Việt. Cảm ơn anh Hùng. Như vậy chúng ta cũng rất là linh hoạt, và qua nhiều lần chia sẻ của anh Hùng thì ở trên Springboard và một số các diễn đàn khác thì tôi cho rằng là cái việc mà An Phú Việt chuẩn bị từ những năm 2020 đến 2021 liên quan đến việc về triển khai công việc tiêu chuẩn, liên quan đến việc đào tạo huấn luyện, liên quan đến cái chia nhỏ cái công việc là có thể là cũng hỗ trợ. Chúng ta sẽ quay lại cái phần đấy ở cái câu hỏi tiếp theo. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong cái quản lý kinh doanh liên tục và đặc biệt là đối ứng với các cái tình huống khẩn cấp như thế này thì người ta nói rằng là đại dịch là một trong những cái tình huống mà phức tạp nhất trong xử lý. Tại vì chúng ta chia nó thành mấy cấp, một là chúng ta có các cái ảnh hưởng ở cấp độ doanh nghiệp, thứ hai là chúng ta có các ảnh hưởng ở cấp độ là khu vực, và thứ ba là chúng ta có cái ảnh hưởng ở cấp độ là chuỗi cung ứng, là một cái chuỗi cung ứng cụ thể của một ông đầu chuỗi hoặc nào đấy các thứ chẳng hạn. Thế thì đại dịch nó là một cái người ta đánh giá nó là một cái tình huống mà đảm bảo kinh doanh liên tục là mức rất là phức tạp, tại vì khi đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ các chuỗi cung ứng và toàn bộ các cái doanh nghiệp khác nhau ở các khu vực khác nhau. Và đây chính là cái khó khăn, tại vì về nhân sự thì chúng ta có một cái thị trường như vậy thôi, chúng ta chỉ có một cái cộng đồng như vậy thôi, và nếu mà nhìn chung mà nó cứ 20-30% mà bị F0 thì nó thiếu chung, cho nên cũng chả biết co kéo vào đâu được. Tất nhiên là khi đó chúng ta sẽ, khi trong bối cảnh như vậy thì nó lại có một câu chuyện khác, đấy là nó liên quan đến việc về có cái cơ hội khác biệt giữa các doanh nghiệp, tại vì các doanh nghiệp đều phải đối mặt với bài toán như nhau, thì khi đó là cái việc là doanh nghiệp nào có thể đối ứng với nó một cách hiệu quả hơn thì có thể tạo ra sự khác biệt. Và trong trong cái khủng hoảng như thế thì cái việc về dẫn dắt doanh nghiệp đi qua cái giai đoạn này là rất quan trọng. Cái cách thức mà doanh nghiệp ứng phó với nó, điều hành cái nỗ lực của toàn doanh nghiệp trong cái phần về xử lý đó chẳng hạn thì là rất là quan trọng. Có thể là trong các cái tình huống mà kinh doanh liên tục mà các doanh nghiệp hiện nay đang làm, hoặc là có một số cái tình huống mà chúng ta xây dựng kịch bản ấy, có thể chúng ta chưa có cái kịch bản rõ ràng nào trong trường hợp là nếu mà có cỡ khoảng 30-40% cái nhân sự của chúng ta mà dính vào dịch thì chúng ta sẽ xử lý thế nào, rồi ai sẽ dẫn dắt nó. Nhưng mà có thể qua cái quá trình này thì chúng ta cũng có một cái chu trình nó trưởng thành hơn. Thì tôi rất là muốn các anh chị khách mời có thể chia sẻ cái cách thức ấy mà các cái nỗ lực khác nhau trong cái phần về đối ứng với cái khủng hoảng vừa rồi ở doanh nghiệp của mình thì mình dẫn dắt như thế nào, ví dụ như là cái bộ phận nào là bộ phận được giao phụ trách, các bộ phận nào thì liên quan, thế rồi cái nhóm đấy hoặc là cái người đấy hoặc là thì sẽ điều hành nó như thế nào, cách thức chúng ta xem xét cái tình hình và chúng ta có cái quyết định các đối sách, cách thức chúng ta rút cái kinh nghiệm trong cái quá trình nó triển khai đấy để như thế nào. Tại vì tôi biết là chúng ta rất là căng, tuy nhiên là có thể trong lúc căng đấy mình tập trung mình làm, bây giờ mình nhìn lại thì xem là cái quy trình có thể nó đã thế nào, hoặc là cái cách tiếp cận của chúng ta đã như thế nào. Xin phép được bắt đầu câu hỏi này với anh Quyết ở bên GK. Tôi biết là đợt vừa rồi là các anh họp liên tục và thường trực liên tục luôn, thì cái cách thức mà GK dẫn dắt
cái nỗ lực phản ứng chung của doanh nghiệp trong thời gian qua thì cách thức mình làm thế nào và cái bài học mà chúng ta rút ra được từ cái việc dẫn dắt cái nỗ lực đấy thế nào ạ? Thì mời anh Quyết. Dạ vâng. Để đảm bảo cho cái kế hoạch sản xuất kinh doanh thì ban lãnh đạo công ty thì cũng thường xuyên là triển khai họp ban lãnh đạo rồi triển khai họp với các trưởng bộ phận. Các vấn đề mà phát sinh thì sẽ được phải xử lý kịp thời trong ngày. Vâng. Thế và về cái điều động nhân sự cũng như là các cái công tác phòng chống dịch thì về phía lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến, đặc biệt là bên chỗ phối hợp giữa các cái bộ phận chính như là bộ phận quản lý sản xuất cũng như là bộ phận hành chính nhân sự, thì để điều động nhân sự giữa các bộ phận, giữa các nhóm rồi tăng ca tăng giờ để các vấn đề phát sinh thì sẽ được xử lý ngay trong ngày. Xin ý kiến. Vâng, cảm ơn anh. Hỏi thêm anh một chút là như là GK thì tôi đoán là anh Quyết là người vất vả nhất, tại vì chắc là sẽ phải làm đầu mối dẫn dắt cái nỗ lực xử lý chung này phải không? Dạ vâng ạ. Em thì cũng có triển khai các cái công việc liên quan giữa các cái bộ phận hàng ngày. Dạ vâng. Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là phó giám đốc phụ trách hành chính nhân sự thì trong trường hợp với GK là dẫn dắt cái nỗ lực này và điều phối các hoạt động đấy. Và cái nhịp mà chúng ta xem xét là chúng ta sẽ xem xét nó hàng ngày và chúng ta xử lý ra các quyết định kịp thời. Tôi nhớ là có một hôm tôi đến thăm doanh nghiệp và tôi đến cái phòng họp đấy nhìn giống như kiểu là vào thăm cái sa bàn ở cái bảo tàng lịch sử quân sự. Các ông ấy treo hết cái tình trạng lên đấy, các tổ nhóm rồi người ngợm rồi vắng nghỉ rồi tuần hôm nay thì dí ông nào sang chỗ nào là như chơi cờ người ở trên cái phần đấy luôn. Thì không biết là cái chiến dịch vừa rồi thì bên châu An Phú Việt thì mình chỉ huy cái chiến dịch đấy như thế nào và cái phương án tác chiến như thế nào và có cái bài học nào có thể rút ra được từ cái phần tác chiến đấy không anh Hùng? Vâng, mình cũng cảm ơn. An Việt thì cũng rất may mắn là đặc thù nó cũng giống như thỉnh thoảng là giống bị dịch rồi. Vì đối với cả An Việt thì phần lớn là đều làm các cái tập đoàn lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực mà điện tử, điện thoại chẳng hạn, thì đôi khi cũng bị xảy ra dịch, nhưng là dịch một cách gọi là thị trường chứ không phải là dịch Covid. Thì có những cái model nó chạy được thì sẽ làm nhiều việc, mà không chạy được thì đôi khi là cũng phải đứng. Do vậy mà cũng có được một cái đội ngũ quản lý. Và đầu tiên là từ các bạn kinh doanh thì cũng có thể là thay thế cho giám đốc được, bởi vì họ làm việc với cả các bộ phận liên quan để đủ được cái lượng hàng để cấp cho khách hàng. Và bởi vì An Phú Việt lại làm theo DO là nhiều, nghĩa là delivery order. Do vậy mà cái việc đối ứng thì tự dưng nó giúp cho họ có cái tính linh hoạt, thay vì PO thì lúc tuần này không làm thì sang tuần sau làm, hay là có forecast. Nhưng cái này nó biến động rất lớn, do vậy mà các bạn ấy nó có một cái sự kết nối rất là tốt về việc mà nguy cơ đủ được hay không, và các bạn chủ động hàng ngày họp với nhau về kế hoạch và lập tức đưa ra các đối sách, trừ phi nó vượt quá cái khả năng điều tiết các bạn thì lúc đấy mới lên tầm lãnh đạo. Còn thì đấy là cái giải pháp mà nó bắt đầu từ việc kinh doanh về khách hàng thì là cái người mà các bạn ấy đều hiểu là khách hàng là cái người mà trả lương rồi tạo công việc và trả lương. Nếu như không thỏa mãn được khách hàng thì đương nhiên cái việc mà đổ lỗi hay là bộ phận nào phải chịu trách nhiệm nó không còn ý nghĩa nữa. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa rồi có những cái lúc mà các bạn có thể phải làm, có những cái bạn là phải làm thông đêm để làm sao mà đỡ cho những cái bạn mà bị nghỉ do F0 để làm sao vẫn đáp ứng được cái khuôn mẫu rồi sản xuất. Thì đấy là những cái tinh thần rất là tốt. Và cái việc mà nó lại dẫn đến là các bạn ý luôn suy nghĩ một cái giải pháp là phải làm được, thì lúc đấy tự dưng họ trở nên sáng tạo hơn rất là nhiều. Đôi khi là họ gợi ý cho nhau về những cái, họ bảo tại sao bên cái bộ phận này đang thừa người mà lại sao không lấy sang, mà lại cứ phải xoay sở ở trong. Thì đấy là những cái góc nhìn của họ cũng rất tốt trong quá trình, mặc dù họ có thể tranh luận, nhưng mà nó dẫn đến cuối cùng cái mục tiêu chung đó là đối ứng được cho khách hàng. Bởi vì họ hiểu rằng nếu mà không đáp ứng khách hàng thì khách hàng có thể đặt bên khác. Nhưng mà cũng có một cái điều mà, bởi vì các có rất nhiều đơn vị ở đây là chỉ là một cái đơn vị cung cấp duy nhất, nhưng An Việt là làm trong cái chuỗi là gì, nó không đâu duy nhất mà là quota. Chính vì nó là được quota cho nên có 3-4 công ty, nếu mà An Việt không làm được thì công ty khác họ cũng làm mất.
Cho nên chính vì cái quota đấy mà dẫn đến cái sự đối ứng linh hoạt của các bạn ấy nó cũng trở trở thành một cái là cái mục mục đích thúc đẩy họ để làm sao mà đáp ứng được khách hàng tốt nhất. Và đấy là những cái mà không biết các đơn vị thì nếu như chỉ có mình một mình duy nhất thì có ảnh hưởng gì không? Nếu như khách hàng mà mình là duy nhất mà khách hàng mà khi mình bị ảnh hưởng mà mình không giao được hàng thì khách hàng nó sẽ như nào? Và trong các bộ phận nhau đổ lỗi thì liệu khách hàng người ta có đồng ý cái việc như thế không? Bởi vì bên An Việt thì xuống đơn đặt câu hỏi như thế, nếu mà bạn là bên khách hàng mà An Việt không giao được thì bạn có tiếp tục đặt hàng của An Việt hay không? Nếu như phải dừng like và đôi khi bạn có thể bị chính lãnh đạo của bạn đuổi việc vì cái việc là dừng like. Thì nên là khi mà anh em được nghe cái điều đấy thì họ thúc đẩy là họ sẽ nỗ lực hơn, có những cái giải pháp. Đôi khi là họ còn gợi ý cho cả lãnh đạo luôn cái việc là có thể thêm những cái giải pháp khác nữa. Chứ lãnh đạo thì cũng không thể nào giỏi toàn diện được. Đấy là một cái điều rất là may mắn ở An Phú Việt. Vâng, đấy là có một số cái chia sẻ như vậy ạ. Cảm ơn anh Hùng, rất là may mắn tại vì là có vẻ như các cái nỗ lực trong việc xây dựng phát triển đội ngũ của An Phú Việt suốt những năm 2018, 2019, 2020 vừa rồi nó hỗ trợ cho chúng ta. Thứ nhất là cái tinh thần về teamwork là quan trọng, làm việc nhóm các bạn có thể tăng cường tương tác và phối hợp một cách hiệu quả. Thứ hai là quá trình về củng cố và phát triển cái đội ngũ quản lý cấp trung có vẻ như là đã làm cho họ tăng cường cái tính trách nhiệm cũng như là cái khả năng mà làm việc chủ động. Và đi cùng với nó là cái giai đoạn vừa rồi thì trong năm 2020, 2021 rõ ràng tôi thấy là ở An Phú Việt thì cái sự phân cấp nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, cho nên có thể nó làm cho cái tính chủ động công việc nó tăng lên, phải không ạ? Tôi nghĩ đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng của các doanh nghiệp mà đối ứng với các cái vấn đề về bất thường cũng như là các tình huống như thế này. Nhưng mà có một câu hỏi cũng giống như chưa anh Quyết, tôi hỏi một chút là với An Phú Việt với mô hình đấy thì tổng chỉ huy cái chiến dịch ấy là ai ạ? Thì tổng chỉ huy vẫn là lãnh đạo, tại vì trong những cái kế hoạch hàng tuần ấy, cuộc họp hàng tuần, hàng tháng thì đều đặt ra những tình huống. Bởi vì cái này có thể nếu mà Covid thì nó đã là từ 2020 rồi đến 21 rồi. Thì trong các cuộc họp thì An Việt cũng đã luôn nói rằng cái thực tế thì là F0, thì nếu mà bị F0 thì cả đội F1 nghỉ. Vậy thì nếu như một bạn trong nhóm kho mà bị F0 thì có phải là tất cả những người còn lại trở thành F1 đều phải nghỉ? Vì trong tình huống đấy thì quản lý kho sẽ phải giải quyết như nào? Và rồi thì các bạn cũng đã thảo luận từ trước đó rồi, chứ còn không phải đợi đến lúc mà bị. Cái việc này nó đã xảy ra 2 năm rồi. Do vậy mà An Việt đã có những cái chiến lược là 3x3 đấy ạ. 3x3 nghĩa là một người biết 3 việc, còn một ba người biết một việc. Thì các bạn cũng đã ý thức được cái việc đấy rồi, nên là khi mà nó xảy ra thì họ chỉ việc là thực thi thôi. Và đúng như tình huống đã xảy ra, cả bộ phận kho lần trước không phải một người F0 và 5 người F1 nữa, mà lần này cả 6 người đều F0 luôn. Thì cái đội kinh doanh họ vẫn xuống tiếp quản và họ vẫn điều xe, vẫn giao hàng bình thường được. Hay là cái nhóm QC hay kỹ thuật nó cũng đều xảy ra tình trạng như vậy. Vâng, đấy là cái này thì trong quá trình bị một thời gian nó bị gọi là sốc và bỡ ngỡ thôi, nhưng mà cũng có thể nhìn nhận qua cái phân tích được. Cảm ơn anh Thắng. Vâng, cảm ơn anh và chúc mừng chỉ huy trưởng đã dẫn dắt cái chiến dịch vừa rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm kết thúc cái chiến dịch này. Vừa rồi anh Hùng có cái câu hỏi là nếu mà mình là một đơn vị mà duy nhất mà cung cấp cho khách hàng mà không có các nhà cung ứng khác mà có thể là co kéo để bổ trợ, thì nghĩ trong trường hợp này đúng là bên chỗ Autotech rồi, tại vì chúng ta làm dự án cho nên là nếu mà chúng ta không giao được hàng thì khách hàng người ta chẳng trông chờ vào đâu được. Thế thì cái cách mà Autotech đã điều hành cái chiến dịch vừa rồi thì chị Hương có thể chia sẻ là nó như thế nào? Và mình có rút ra cái bài học nào rất là thú vị từ cái quá trình đấy cho cái việc về phát triển đội ngũ, rồi cái năng lực, rồi cách thức mà liên quan đến mà có thể ứng biến với các cái tình huống tương tự như trong tương lai ạ. Thực ra sản phẩm của bên em thì như anh nói là sản phẩm dự án. Tuy nhiên là với một khách hàng thì mình không phải là độc nhất, nhưng chẳng qua là với cái dòng máy hiện tại thì họ đang phân bổ về cho mình và không có một đơn vị khác thay thế thôi. Nhưng nếu mà mình không đảm bảo cái tính cam kết của mình thì cái cơ hội cho phía các cái dự án tương lai thì mình sẽ không có. Nên đâm ra là mình chỉ là duy nhất tại một thời điểm thôi, chứ không phải là
là mình chỉ là một nhà cung cấp duy nhất, chỉ là cho cái sản phẩm đấy thôi, nên bên em thì vẫn phải đảm bảo cái tính cạnh tranh, nghĩa là vẫn phải đảm bảo cái tính cam kết với khách hàng. Nhưng khi mình đã đưa ra một cái cam kết về sản phẩm thì mình phải tính mọi cách, giống như anh Hùng cũng có nói, đó là vấn đề là chúng ta phải tư duy là chúng ta làm được, chúng ta phải làm được, chỉ có là làm được bằng cách nào, nghĩa là chúng ta phải tìm mọi cách để làm sao mà chúng ta làm được. Cách A không được thì chúng ta phải chuyển sang cách B, cách C. Thực ra thì như bên em thì cũng, em thấy cũng có một số điểm tương đồng với bên anh Hùng. Cũng gọi là từ khi thành lập thì cũng phải đào tạo và tạo thành một cái văn hóa với anh em bên dưới. Đó là chúng ta phải tìm mọi cách để đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng. Nếu không đáp ứng được về yêu cầu khách hàng, về tiến độ, về chất lượng, thì cái việc mà chúng ta không có việc, chúng ta không có đơn hàng, thì đấy là chuyện đương nhiên. Nên đâm ra cái câu chuyện là đổ lỗi giữa các bộ phận thì nó không có. Mà thường là khi bọn em luôn luôn đưa ra đó là vấn đề thì là vấn đề của công ty, chứ không phải vấn đề của ông A, ông B, ông C, mà nó là vấn đề của ông Autotech. Do đó khi mà vấn đề xảy ra thì chúng ta phải kết hợp cùng nhau để làm sao cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta phải giải quyết được vấn đề, chúng ta phải giải quyết được cái để đáp ứng được yêu cầu khách hàng đã. Xong sau đấy thì chúng ta sẽ tiêu chuẩn hóa nó thành các cái quy trình, các cái phân biệt rõ ràng giữa các bộ phận với nhau để mình làm sao mà có được cái quy trình công việc nó tốt nhất, ổn định nhất. Nhưng mà trong giai đoạn vừa rồi thì như em có trao đổi là ra Tết thì bên em cũng vừa gọi là vấn đề về nhân sự cộng với lại vấn đề về về tăng sản lượng, nên đâm ra đôi khi nó cũng bị là over cái năng lực điều phối của các cái bạn manager bên dưới. Bình thường thì bên em có một khối về quản lý sản xuất và các bạn đã chủ động làm việc với các cái bộ phận với nhau, liên quan đến các bộ phận các bạn chủ động làm việc với nhau. Nhưng khi mà gặp rất là nhiều vấn đề, vừa vấn đề về dịch và vấn đề về tăng sản lượng, thì nó cũng bị over về cái việc mà cái năng lực về quản trị, năng lực về gọi là quản lý dự án nữa. Nên ra cũng phải cần phải có sự sát sao đồng hành của gọi là ban lãnh đạo, giống như bên An Phú Việt ạ. Bên em thì khi mà vấn đề về dịch hay là vấn đề về các cái sản lượng như này thì cũng đang gọi là giống như mình là tìm các cái phương án về quản lý, phương án áp dụng công nghệ, các cái phương án về quản trị để làm sao mà trực quan hóa tất cả các cái khâu trong quản trị, trong các cái bộ phận, để làm sao mình trực quan, mình nhìn thấy vấn đề và cái nhu cầu của từng bộ phận tại từng thời điểm, để làm mình nhìn thấy để mình có thể là hỗ trợ bất kịp thời cho các cái khối quản lý cấp trung của bên dưới của bên mình. Thì bên em thì trong cái giai đoạn về bắt đầu mùa dịch thì bọn em cũng đã, khi bắt đầu mà cách đây khoảng hơn một năm, khi bắt đầu dịch bùng lên thì bọn em cũng đã gần như là phải xây dựng cái ban phòng chống dịch, và các ông trong ban giám đốc cũng phải nằm ở trong cái ban phòng chống dịch đấy để làm sao mình có những cái đối ứng, vì nó phải có một cái đối ứng kịp thời để kết hợp cùng với bên sản xuất để vẫn vừa đáp ứng được phòng dịch mà vừa vẫn đáp ứng được cái phần gọi là đảm bảo được trong cái yêu cầu về sản xuất. Thì đấy là em nghĩ là bên công ty nào cũng thế thôi, cái việc bài toán về ban lãnh đạo cũng phải sát sao đồng hành cùng với khối quản lý cấp trung của mình thì cũng không thể tách rời được, vẫn phải đứng ra chỉ đạo các cái trong các cái trường hợp gọi là nhất là những cái trường hợp khẩn cấp. Nhưng từ cái đợt khi mà có phát sinh vấn đề thì em đang thấy cái bài toán về năng lực về chuyên môn, năng lực về kỹ thuật rất là quan trọng, nhưng cái việc mà cái năng lực về quản trị dự án, năng lực về điều phối quản trị dự án, em thấy là đấy là một cái năng lực rất đòi hỏi và hỗ trợ trong cái việc điều phối khi mà phát sinh vấn đề rất là tốt. Nên đâm ra qua những cái đợt vừa rồi thì bọn em cũng nhìn thấy là đấy là một cái mà bọn em có thể phải thúc đẩy mạnh hơn, cho các cái đẩy thêm về cái năng lực đấy của các cái khối quản lý của mình, từ các cái team gọi là khối gọi là quản lý team đến khối quản lý bộ phận. Thì khi mà các bạn năng lực đấy tốt lên thì cái việc điều phối, cái việc mà đối ứng, mình có nhiều các ý tưởng, các cái giải pháp cho cái việc khi chúng ta có các cái phát sinh bất vì dịch hay là về sản lượng tăng, thì các bạn có rất là nhiều cái idea để làm sao mà đưa ra cái giải pháp nó nhanh và nó hiệu quả nhất. Đấy là cái mà em nghĩ là phải ứng biến đấy. Và cái bài toán là đa nhiệm như bên chỗ anh Hùng, em nghĩ là cũng là một cái cũng rất là quan trọng. Thực ra cái bài toán đa nhiệm, cái bạn ta gọi là cũng phải lên luân chuyển để làm sao mà các bạn có thể nắm được cái công việc của lẫn cho nhau, để cái việc mà bổ trợ lẫn nhau ấy, mình không phải chỉ chuyên môn hóa chỉ làm cái việc đấy thôi, mà khi cái việc bổ trợ thì không phải chỉ đến lúc dịch, mà thực tế trong bài toán sản xuất như bọn em thì có thể kết hợp được để hỗ trợ và tăng được cái năng suất sản xuất lên. Đấy là cái mà bọn em cũng phải bắt đầu, thực ra là cũng đã thay đổi rồi, cũng đã nhìn thấy và cũng đang trên cái con đường thay đổi theo cái hướng đấy. Cảm ơn chị Hương. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh của các cái sự khủng hoảng trong ngắn hạn, như thế ra cái này nó không kéo dài mãi, nó kéo dài cỡ khoảng một tháng hoặc hơn. Nhưng mà khi đó thì tại vì nó ngắn hạn và nó lại tác động mạnh mà nó lại biến động liên tục, cho nên là cái cách thức mà điều phối các nỗ lực về ứng phó là hết sức quan trọng.
Và người ta nói là qua các cái sự cố như thế này thì các doanh nghiệp sẽ phải rèn luyện cái chu trình ứng phó với các cái sự cố tương tự ở các quy mô tương tự, tại vì nó có thể là ở tình huống này hoặc nó có thể là tình huống khác. Chúng ta có cái phần về ứng phó tình huống, trong đó thì có các tình huống khủng hoảng như thế này, và khi đấy thì rõ ràng như chị Hương nói, tôi nghĩ cũng là một phần rất là quan trọng ở cái góc độ về quản lý dự án, tại vì đấy là đúng là một cái đặc điểm của quản lý dự án, tại vì các sự kiện đấy nó diễn ra một lần, nó là duy nhất và nó cần cái sự phối hợp rất là cao của nhiều bộ phận, và nó lại có nhiều cái hoạt động nó phải diễn ra một cách đồng thời chứ nó không tuần tự như tiến nhưng là trong thời bình được. Tôi nghĩ các doanh nghiệp trong cái quá trình đấy thì chúng ta cũng rút ra rất nhiều bài học. Tôi có một câu hỏi liên quan đến sự chia sẻ của khách hàng hay là sự quan tâm của khách hàng hay là cái áp lực từ khách hàng, tại vì tôi biết rằng là với một số doanh nghiệp thì tôi được biết là thậm chí khách hàng còn cử người đến ốp tận nơi để đảm bảo rằng là đơn hàng của họ thì được thực hiện chứ không phải là đơn hàng của khách hàng khác ấy. Thì không hiểu là ở góc độ về về cái mối quan hệ với các cái khách hàng của chúng ta thì cái sự hỗ trợ hoặc là cái sự tương tác đấy thì chúng ta có muốn chị muốn các anh chị chia sẻ thêm một chút nào, là cái trải nghiệm của mình đối với các khách hàng trong giai đoạn vừa rồi, khi nào chúng ta nhận được các hỗ trợ hoặc là các tương tác như nào, hoặc là cái điểm gì mà chúng ta thấy là đáng lưu ý không, hoặc là nó vẫn bình thường như là như trước. Cho em phát biểu trước đi ạ. Thực ra thì bên em ví dụ như em lấy đặc thù, ví dụ như là giả sử bọn em làm việc với Samsung, ra bài toán thì với các cái khách hàng lớn, thực ra quan điểm của họ thì bao giờ cũng là win-win. Đó là cái mà sẽ phải là họ cần mình và mình cần họ, chứ không phải là chỉ cái việc mà họ ốp. Nên đâm ra khi mà có một vấn đề xảy ra thì họ luôn luôn tư duy để làm sao mà đồng hành cùng nhau, phải nghĩ được ra giải pháp để làm sao đảm bảo được sản xuất, đảm bảo được của cả bài toán của bên mình lẫn của bên họ nữa. Vì nếu mà mình có vấn đề mà mình không duy trì được thì cái việc mà dẫn đến cái việc thiếu hụt sản phẩm của bên họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên đâm ra cái việc mà khách hàng họ sẽ rất là quan tâm, và họ cũng quan tâm đến cái bài toán làm sao để hỗ trợ được các cái nhà cung cấp, họ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên bên em thì có một nhóm, giống như anh trao đổi từ ban đầu ấy, bên em có một cái nhóm mà phải làm việc ở bên phía side khách hàng. Nghĩa là bên em ví như có một team, nhất là cái team đấy làm việc nhất là với Samsung, thì cái số lượng đấy ở lại rất là lớn, gần như cái team ở trên đấy nó cũng gần bằng một cái team sản xuất ở dưới nhà, gần như cái bộ phận mà sản xuất ở nhà nó chiếm về gần một nửa. Thì giai đoạn ví như cao điểm mà cái việc mà ví như Bắc Ninh họ yêu cầu về việc ba tại chỗ để đảm bảo trong cái câu chuyện mà đảm bảo được cho sản xuất, thì ở bên phía khách hàng họ cũng phải tính toán cái bài toán là hỗ trợ mình trong câu chuyện là ba tại chỗ như thế nào, về chỗ ăn, chỗ ở, về các cái trang thiết bị để làm sao mà họ đồng hành cùng với họ để tốt nhất. Cộng với việc mà bài toán là họ sẽ phải hỗ trợ doanh nghiệp trong câu chuyện là kể cả họ cho đăng ký cái việc mà lúc thời điểm mà cái việc tiêm vaccine ấy nó còn rất là khó. Cái tỷ lệ mà được đăng ký tiêm vaccine của mình ấy nó vẫn còn thấp, thì bọn em định như bọn em là còn cũng được bên khách hàng cho các cái chỉ gọi là các cái suất tiêm theo tiêu chuẩn của bên nhà cung cấp, để họ cũng mong muốn được là cái sự ổn định cho nhân sự của bên 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 khối các cái chuỗi nhà cung cấp, để ổn định được chuỗi nhà cung cấp thì mới đảm bảo được cái phần sản phẩm, cái phần cung ứng cho bên 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 họ. Và cái việc mà bọn em sẽ phải liên lạc thường xuyên giữa khách hàng với nhà cung cấp, đó là phải liên lạc thường xuyên xem tỷ lệ gọi là cái phương án đối diện dịch như nào, có cần hỗ trợ gì không, có những cái khó khăn gì. Dĩ nhiên trong câu chuyện bây giờ hiện tại giai đoạn này của em có việc mà do ảnh hưởng của dịch nên cái việc mà thiếu hụt nguyên vật liệu ấy, thiếu hụt nguyên vật liệu nên dẫn đến cái việc mà tiến độ về nhập hàng nó đang bị ảnh hưởng rất là nhiều, cái delivery time nó đang bị kéo rất là dài, có những cái mặt hàng mà bọn em rất là khó khăn trong cái việc mà nhập hàng về để đảm bảo được cái yêu cầu cho khách hàng, cho cái việc mà lắp đặt máy để gửi sang khách hàng. Thì bản thân như phía khách hàng, giả sử như bên Samsung, họ nhảy vào cùng em để gọi là bên phía nhà cung cấp, để gọi là làm việc cùng với bên các cái maker mà cung cấp linh kiện, để làm sao mà hỗ trợ trong cái việc mà put và tìm mọi cách để mà mình lấy được cái phần linh kiện về. Thì cái việc mà đồng hành giữa khách hàng và bên nhà cung cấp, em nghĩ nó là một cái khía cạnh rất là quan trọng. Không phải chỉ là mình ép nhau, mình chỉ tạo áp lực, mà mình còn phải là nghĩ giải pháp cùng nhau, hỗ trợ cùng nhau để làm sao mà có thể được cái câu chuyện đó, là cái bài toán chúng ta đưa ra là phải giải quyết được, chứ không phải là tôi chỉ tạo áp lực cho ông và không cần biết là ông giải quyết nó như thế nào.
thì đấy là cái mà bọn em cũng đang gặp được và cũng gặp được rất nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ bên phía khách hàng. Cảm ơn chị Hương và chúc mừng Biotech, tại vì như vậy rõ ràng trong trường hợp đấy chúng ta có được cái sự hỗ trợ rất là tích cực và cái sự chia sẻ và thấu hiểu từ khách hàng của mình, phải không ạ? Thế còn với An Phú Việt thì anh Hùng có đánh giá thế nào? An Phú Việt thì 80% là làm việc với các công ty Hàn Quốc rồi, cho nên cái chắc là cũng giống như bên Autotech, tôi làm việc văn hóa, làm việc với Hàn Quốc là chỉ có kết quả thôi. Cho nên là 8-9 năm nay là tôi làm việc công ty Nhật thì nó đơn giản quá. Vì trong 3 tháng thì ông ấy đã thông yêu cầu là đưa ra các phương án mà có trước 3 tháng điểm này thì có nguy cơ gì không. Thì lại đối với Nhật thì công ty Nhật thì lại không thành vấn đề. Kiểu có văn hóa làm việc với công ty Hàn có nghĩa là luôn và ngay. Cho nên là từ trước này thì bị quen cái việc đấy, cho nên là nghĩ rồi cũng sẽ tìm ra được giải pháp. Thì cũng nó chỉ là bị áp lực thôi. Thế còn cái sự hỗ trợ thì trước đây thì văn hóa làm việc với công ty Hàn chỉ đơn giản là kết quả. Và triển khai rất là nhanh, có thể một tháng phát triển mẫu một cái là đã đưa đi vào sản xuất lanh luôn rồi, chứ cũng không phải như là của công ty Nhật là 1 năm, 2 năm mới phát triển mẫu. Thì không biết là bên chỗ Autotech thì có bị thế không, nhưng mà An Phú Việt là phát triển sản phẩm mới chỉ tháng thôi là đã đưa vào sản xuất hàng loạt rồi. Cho nên nó cũng giống như cái việc mà luôn luôn phải có những cái giải pháp đối ứng rồi. Có thể là mẫu xong nhưng mà chưa chắc đã chạy full trong công suất, nhưng có những lúc mà chạy lên 200%, 300% công suất luôn. Thì rất nhiều lần bị như vậy. Thì đấy cũng là cái do quá trình thế thì nó cũng giúp cho gọi là từng trải hơn khi mà gặp những cái vấn đề phát sinh giống như là dịch Covid. Hôm nay Hùng như vậy trong trường hợp đấy là mình là áp lực nhất rồi, mình quen. Tuy nhiên là trong trường hợp này là khách hàng cũng không vì trong khó khăn này mà gây thêm khó khăn cho mình nữa, phải không ạ? Tại vì tôi nghĩ đấy là cái phần quan trọng. Bên GK thì tôi biết là trong trường hợp đấy chuỗi cung ứng của chúng ta thì Nhật là chủ yếu, phải không ạ? Thì trải nghiệm của anh với khách hàng trong cái giai đoạn khó khăn vừa rồi thì thế nào? Thì cũng được sự hỗ trợ của khách hàng thông qua các cái việc ví dụ như là cái công tác nó chia sẻ như công tác phòng chống dịch. Các khách hàng chia sẻ những công tác phòng chống dịch hiện tại, thì qua đó thì GK cũng học hỏi đúc rút cái kinh nghiệm để triển khai công tác phòng chống dịch tại công ty để làm sao đấy đảm bảo được cái nhân lực, đảm bảo được cái nhân lực thì sẽ đáp ứng được cái kế hoạch và cái triển khai các công tác giao hàng cũng như là chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Một việc nữa thì cũng thông qua cái việc khách hàng xác nhận các cái lượng nguyên liệu hàng hóa tồn kho để làm sao đấy để đảm bảo chắc chắn rằng là đáp ứng được cái đơn hàng giao đúng đủ số lượng. Thì qua cái việc này thì GK cũng nhận thấy đấy là một cái trách nhiệm và cũng là một cái mục tiêu phấn đấu làm sao đấy là phải đảm bảo được cái đủ cái lượng hàng giao cũng như là đảm bảo được cái chất lượng sang khách hàng. Tôi xin ý kiến. Còn anh Quyết, như vậy rõ ràng là trong khó khăn thì chúng ta mới biết là các đối tác của chúng ta như thế nào, phải không ạ? Và rất là mừng là chúng ta có các đối tác họ rất là hỗ trợ, hoặc ít ra thì họ cũng không gây khó khăn nào thêm cho doanh nghiệp. Và trong cái kết quả khảo sát của chúng ta về cái định hướng lâu dài, tôi muốn đặt câu hỏi đấy, tại vì có đến 1/3 các doanh nghiệp nói rằng là tôi sẽ tăng cường các mạng lưới outsourcing sau đợt này. Và khi chúng ta tăng cường về phần thuê ngoài thì bản thân chúng ta sẽ cũng lại tham gia vào chuỗi cung ứng thôi, để chúng ta sẽ tạo ra chuỗi cung ứng của mình. Và trong cái khủng hoảng như thế này thì người ta nói rằng là cái vấn đề của phối hợp, chia sẻ thông tin và kiểm soát một cách chắc chắn cái chuỗi cung ứng nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Có một cái câu chuyện trong cái cuộc khủng hoảng về động đất và sóng thần ở Nhật Bản ấy. Khi mà trong vòng một tuần khi mà xảy ra động đất và sóng thần ấy, thì GM có lập một cái nhóm liên quan đến ứng phó với cái chuỗi cung ứng ấy, là đứt đoạn của các linh kiện, và yêu cầu báo cáo là cái cuộc sóng thần đấy thì nó ảnh hưởng đến bao nhiêu cái đầu linh kiện của cái ô tô ấy. Thì trong một tuần người ta báo cáo là có khoảng 319 cái linh kiện bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau 4 tuần thì người ta báo cáo là có hơn 500 cái linh kiện bị ảnh hưởng. Và sau đó rồi đến 6 tuần thì người ta báo cáo là nó có hơn 600 cái đầu linh kiện bị ảnh hưởng. Như vậy để chúng ta thấy rằng là
khi như 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 chị Hương nói đấy, khách hàng người ta không chỉ hỗ trợ chúng ta, người ta còn hỗ trợ chúng ta cả cái việc nhé là thương thảo với và tìm kiếm và làm sao mà thúc đẩy được cái quá trình mà sourcing được cái phần về linh kiện cho chúng ta nó tốt hơn. Thế thì khi đó cái việc về quản lý thông tin rồi tạo ra một cái map với các cái rễ nhánh cây xem là các cái linh kiện trực tiếp nó từ đâu, các thứ này kia là rất là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta bản thân các doanh nghiệp chúng ta cũng có các chuỗi cung ứng của mình với các phần outsourcing thì tôi nghĩ cái tinh thần này là tinh thần mà chúng ta có thể học tập được rất nhiều và chúng ta chuẩn bị cho những cái tình huống trong tương lai, tại vì nó sẽ có các nhiều câu chuyện như này xảy ra trong tương lai. Trong Tết ấy, thì chúng ta truyền thông thì nói nhiều đến việc như là cần phải mở cửa, sau đó rồi truyền tai nhiều cái chuyện là F0 thì nó cũng không sao đâu, nó chỉ sụt xịt một tí thôi. Thế sau đó rồi anh chị em bung lụa quá thì bắt đầu truyền thông lại đổi gió nói sang câu chuyện là ảnh hưởng hậu Covid nó rất là nguy hiểm. Nên là trên truyền thông là tràn ngập cái việc là sau Covid thì trong Covid thì không sao mà sau Covid thì nó bị thế này thế kia. Nói chung là cũng làm cho anh em vì thế mong rằng là cũng đỡ bung lụa một tí. Bị Covid thì nói chung nó có ảnh hưởng. Thế nếu bây giờ chúng ta qua cái khủng hoảng như thế này, chúng ta qua đợt như thế này thì chúng ta đang có các cái đối sách tạm thời và chúng ta đang đánh giá một số cái tác động và có doanh nghiệp như là GK chẳng hạn thì cũng ít tác động. Với An Phú Việt, với Autotech thì cũng có một số các tác động nhất định. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về tác động dài hạn thì điều gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng phát triển trong trung hạn của chúng ta sau khi mà chúng ta đi qua cái đợt Covid này. Và tôi muốn chia sẻ một cái phần liên quan đến cái kết quả khảo sát trước khi mà quay trở lại với các khách mời. Thì trong cái phần về khảo sát thì có một cái câu hỏi liên quan đến việc là thế thì nếu mà nhìn 1 đến 2 năm tới thì cái trải nghiệm vừa rồi nó sẽ làm cho doanh nghiệp thế nào? Thì cái kết quả khá là thú vị. Hơn 1/3 thì trả lời rằng là về cơ bản nếu nó không có tác động tiêu cực nào đến cái sự phát triển cả, có nghĩa là chúng ta có kế hoạch trung hạn rồi thì cứ thế chúng ta đi thôi. Cỡ khoảng là 30% thì nói rằng là chỗ này phải cảm ơn cái ông Covid, tại vì con này nó cho doanh nghiệp nhìn thấy các cơ hội để mà thay đổi, phải không ạ? Đây là kết quả rất là thú vị. Tôi biết là có câu chuyện này nhưng mà thú thực là kết quả khảo sát nó đẩy lên đến 30% là nó cũng làm tôi cũng ngạc nhiên, nhưng mà ngạc nhiên ở góc độ là rất là vui mừng, tại vì trong suốt cái thời gian vừa rồi từ Tết đến giờ thì trong tất cả các câu chuyện với các đối tác của mình thì chúng tôi đều lưu ý đến việc là nên tận dụng cái thời cơ này để mà quan sát tìm kiếm các cơ hội. Tuy nhiên là chúng ta cũng có cỡ khoảng 1/5 các doanh nghiệp trả lời rằng là cái trải nghiệm vừa rồi nó sẽ làm chậm lại một cách đáng kể cái sự phát triển của doanh nghiệp, và cỡ khoảng 10% nói rằng là nó cũng có tác động làm chậm nhưng mà nó không đáng kể. Như vậy thì chúng ta có cái trả lời nó rất là khác nhau. Và chính cái trả lời khác nhau này thì nó quay trở lại câu chuyện như hôm trước chúng ta nói ở trong cái buổi tọa đàm ở Springboard về vấn đề về Outlook ấy, chúng ta có nhấn mạnh đến cái gọi là cái sự phân hóa trong phát triển của các doanh nghiệp. Rõ ràng là chúng ta có một cái giải từ cái doanh nghiệp mà sẽ bị đánh giá là bị ảnh hưởng rất là đáng kể cho đến các cái doanh nghiệp đến 30% nói rằng là tôi sẽ phát triển trở mạnh mẽ hơn thông qua các bài học ở đây. Nếu thế thì với các cái tình huống như mà chúng ta đã trải qua với các doanh nghiệp của ba vị khách mời ở đây thì chúng ta chia sẻ như thế nào? Xin mời với anh Quyết trước đi. Tại vì tôi biết là bản thân GK thì trong thời gian vừa rồi cũng đang thay đổi rất là mạnh mẽ. Thì trong cái quá trình chúng ta đối ứng với cái này thì nó giúp chúng ta hoặc là nó ảnh hưởng như thế nào, chúng ta đánh giá như nào về ảnh hưởng về trung hạn? Trong thời gian vừa rồi do ảnh hưởng của cái dịch Covid thì chắc chắn là sẽ có tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh, nhưng mà các vấn đề này thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của công ty nhiều. Bên cạnh đó thì cũng thấy rằng có những cơ hội mà chính bản thân GK cũng đã nhìn thấy là các khách hàng, một số khách hàng đặt hàng ở nước ngoài thì cũng đã dịch chuyển về để đặt hàng tại GK. Cũng qua đó thì những cái tình huống mà mình sẽ xử lý hàng ngày
những cái phát sinh hàng ngày thì đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là anh em công nhân cũng rút được các cái kinh nghiệm bài học, một cái tư tưởng sẵn sàng để có gặp phải những có những cái khó khăn thì mình sẽ phải khắc phục đương đầu. Xin hết ý kiến ạ. Vâng, cảm ơn anh. Như vậy là về mặt thị trường nó cũng có tác động tích cực, mà về nội bộ nó cũng có các cái diễn biến mới theo chiều hướng tích cực, phải không ạ? Rất là thú vị ạ. Vâng, xin mời anh Hùng với An Phú Việt thì thế nào ạ? Vâng, cảm ơn anh Thắng. Phải nói rằng là sau đại dịch thì xem là còn công ty nào sống sót thì đấy là cơ hội. An Phú Việt thì đấy rằng là cơ hội, bởi vì đại dịch giống như là cơn hồng thủy rất là lũ rất lớn, những công ty nào mà có giải pháp mà gọi là sinh tồn ấy thì lúc đấy là thì thực sự ra là cơ hội. Bởi vì cũng giống như bên chỗ GK rồi, An Phú Việt thì đang có một số đối tác khách hàng đang dịch chuyển cái từ Trung Quốc này thì cũng đang ăn việc đang báo giá rất là nhiều về cơ hội rất là nhiều, nhưng không có nghĩa là lạc quan ở trong cái lĩnh vực nhựa và khuôn mẫu, bởi vì trong thời gian dịch thì anh Phú Việt vẫn nhiều công việc về khuôn mẫu, cũng nhiều công việc về nhựa, nên cũng không ít cái công ty về nhựa và khuôn mẫu lại đang không có việc, chứ không phải là anh Phú Việt là đại diện cho nhựa và khuôn mẫu lại đang nhiều việc rồi. Thì đấy rằng là nếu mà chống đỡ qua được những cái thử thách này thì đấy lại là thành cơ hội, chứ không phải là cái gì đó là đi xuống. Nhưng đối với nhiều công ty có thể là nó sẽ làm chậm, bởi vì rất lâu sau mới có thể có việc được. Thì lúc ấy người ta chỉ đặt hàng cái đơn vị có khả năng và năng lực đối ứng trong cái tình huống tiếp tục có thể xảy ra trong tương lai. Thì đây là cái điều mà rất là tốt. Mà thực tế thì nó lại giúp cho qua cái thời gian vừa rồi để giúp cho có An Việt có mấy cái bài học đó ạ. Thứ nhất là cái việc là phải làm được mạnh mẽ hơn ạ. Trước đây thì An Việt phát triển đối tác chẳng hạn, thì trong cái thời gian vừa rồi thì An Việt có việc nhiều, nhưng mà một số các cái anh em trong cái hệ sinh thái về ngành đúc nhựa ấy thì thực tế thì công ty nó nhỏ hơn một chút thì lại không có việc. Nhưng mà trước đó thì An Việt đã kết nối và đã hỗ trợ họ và cũng đã giao cho một số việc để đánh giá, nhưng mà trước chưa mặn mà lắm, bởi vì cái lúc đấy thì họ chưa bị ảnh hưởng, cho nên là làm được thì được, không được thì trả lại. Vâng, nhưng như rất may là thời gian vừa rồi thì chính vì là cái sự thúc ép đấy cho nên là buộc phải làm được, cho nên là họ cũng cố gắng. Thì chỉ cần ngày xưa thì nếu mà chỉ trong vòng 1-2 tuần mà ông không làm được thì thôi, tôi lại phải mang về, tôi tự thôi, thì cố gắng là làm bằng được, vừa là thuyết phục vừa là hỗ trợ bằng mọi cách, thì cuối cùng là họ lại vượt qua được. Cho nên chỉ trong vòng 3-4 ngày thì họ lại làm được, và vậy thấy rằng là năng lực của họ có thể làm được, nhưng vì là nó chưa vào cái tình huống để là phải làm, hoặc là nó có sự nỗ lực một cách 100%, thì lần này thấy rằng là đấy lại là cái cơ hội rất là tốt để họ cũng phát triển, và họ cũng ghi nhận cảm ơn ông Việt, là bởi vì là họ cũng không nghĩ họ làm được, bây giờ họ thấy rằng là qua cái việc này họ có rất nhiều cái kiến thức cũng như là cái khả năng đối ứng. Cái bài học số 2 đó là nó cũng thay đổi lại cái mindset của các quản lý và nhân viên trong này, thì họ lại có tính tiềm năng, phát hiện được tính tiềm năng. Trước đây họ nghĩ là họ không làm được, nhưng bây giờ họ lại làm được. Và ngay cả cái việc mà trong cái tuần trước đây hơn 1-2 tuần thì đã cải tiến rất nhiều về người quản lý, lúc nào mặc định là cái vị trí này ít nhất phải là 1-2 tuần mới làm được. Thế nhưng mà vì cái tình huống không có cách nào khác, là ngày hôm trước vào tuyển vào là ngày hôm sau, thì thế là cả quản lý lãnh đạo với cả các cái bạn ấy xuống trực tiếp hiện trường và làm thế nào để họ làm được. Và cuối cùng là cái 10 người mới vào là sáng thì họ học việc và chiều là họ làm luôn đến 70-80% cái hiệu quả bằng hiệu quả của người cũ rồi, và ngày hôm sau là họ về làm ca luôn. Thế là mới nhận ra rằng ngày xưa là cài đặt, chứ nó không phải là họ không làm được, nhưng vì cài đặt như nào thì mình lại hành động theo kiểu mà mình nghĩ như nào thì mình làm như thế. Thì bây giờ tự dưng lại reset lại tất cả, và nó có một cái rất hay là hóa ra thì trong tất cả những cái yếu tố thì bây giờ cái việc mà xây dựng cái hệ thống đào tạo và tiêu chuẩn hóa nó và để đưa nó trở thành một cái không thể thiếu được trong sự phát triển doanh nghiệp, nó bắt đầu nó lại
trở thành một cái vô cùng quan trọng. Và An Việt bây giờ các bạn ấy lại tự tin rằng là tuần trước thì 10 người thì mất hơn 2 ngày, nhưng đầu tuần vừa rồi thì họ chỉ có một ngày thôi, sáng thì chiều đã làm được luôn. Và cái vị trí đấy thì nó cũng không phải là vị trí dễ, mà nó đối với cả cái việc đào tạo đấy, cái trước đây thì nghĩ rằng phải mất cả tuần. Vậy thì cái tiềm năng của những người nhân viên mới và cách phân bổ cái việc đào tạo ra nó cũng là một cái mà gọi là thúc đẩy cái sự phát triển sau này. Và rồi công ty Khuôn cũng vậy. Trước đây thì có thể một vị trí phải là nghĩ rằng là công ty khác thì nghĩ rằng 2 năm, nhưng đối với An Việt là 6 tháng, sau đó rút xuống 3 tháng. Thì vừa rồi anh em bàn với nhau để hỗ trợ các công ty khác để đỡ bị gọi là tạo hệ sinh thái và đỡ bị gọi là câu người của nhau ấy, thì đang lên phương án là chắc là chỉ đào tạo trong vòng 1 tháng là cùng thôi, là có thể làm được những vị trí mà vị trí cũng là quan trọng rồi. Vậy thì nó lại là cơ hội để thúc đẩy cái sự phát triển. Và về sau này thì cũng rất nhờ anh Thắng ấy, thì đấy thì cái qua cái bài học này thì có thể là hỗ trợ được rất nhiều công ty trong việc là xây dựng cái hệ thống đào tạo, mà có cái chương trình của anh là chương trình đào tạo mà xây dựng hệ thống đào tạo không đồng ấy, mà phối hợp với cả anh Tuấn Anh ấy, thì cái này vô cùng quan trọng. Và rồi thì các bạn bắt đầu cài đặt lại thì giờ không họ cũng không nghĩ rằng là các cái nhân viên mới vào là yếu kém hay là thiếu năng lực hay thiếu ý thức nữa, mà thực sự ra là do các cái quản lý trực tiếp và những người đang thực thi cái việc đào tạo thôi. Và đấy là một số cái mà thấy rằng là trong cái thời gian này thì lại thúc đẩy cái sự phát triển, và cơ hội các công ty khác đến cũng rất nhiều. Nhưng mà cũng cần song song đó thì cũng phải đối ứng là các công ty họ vào rất nhiều, và cái dịch chuyển lao động cũng là một cái nguy cơ. Bởi vì An Việt cũng từ đầu năm giờ cũng có 7-8 bạn ở các vị trí kỹ thuật cũng như là quản lý thì đang xin về các địa phương. Bởi vì các địa phương thì bây giờ mở các khu công nghiệp cũng như là họ dịch chuyển các cái tập đoàn và các cái công ty mà theo chuỗi thì họ cũng dịch chuyển sang Việt Nam để họ tìm kiếm cơ hội cũng như là họ tận dụng cái nhân sự mà có lao động địa phương mà nó thu nhập nó cũng là thấp, thì nó là một cái việc bị thay đổi. Về cái việc đào tạo thì An Việt lại cảm thấy vô cùng quan trọng, bởi vì phải đào tạo ngay những cái đội ngũ kế cận. Rồi, đấy là một số cái chia sẻ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hùng và chúc mừng An Phú Việt, tại vì chúng ta nhìn thấy từ đấy, từ cái khó khăn rất nhiều cái cơ hội. Và thú thực là tôi cũng là người cũng khá là lạc quan, nhưng mà mỗi một lần mà trao đổi với anh Hùng thì đều được cảm thấy là mình được tiếp thêm cái phần năng lượng tích cực vào cái về nhìn cái công cuộc làm việc ấy. Nhưng đấy, chúng ta thực ra cũng phải cảm ơn cái cụ Darwin, tại vì cụ ấy đưa ra cái phần về lý thuyết liên quan đến chọn lọc tự nhiên, và tôi nghĩ đây là một cuộc chọn lọc tự nhiên lớn. Và chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta cũng phải trải qua nó. Với Autotech thì tôi bỏ qua cái chuyện nhất là cái đơn hàng cho vấn đề về tự động hóa các thứ nó tăng lên, thì khi mình nhìn lại thì mình đánh giá là cái tác động của nó đến cái thời gian tới của cái phát triển của Autotech như thế nào. Và tôi có một câu hỏi riêng với chị Hương là vừa rồi nói chúng ta có một ngưỡng là 1.5 năm. Qua cái dịp như thế này, chúng ta có cái cơ hội nào chúng ta kéo nó xuống thời gian ngắn hơn không? Thực ra thì là trong bắt đầu khi mà dịch Covid vào thì bọn em cũng đã xác định ngay từ giai đoạn đầu của Covid, chứ không phải là đến bây giờ bắt đầu mình nhìn thấy là có thể, giống như chúng ta vẫn nói, với cùng một hiện tượng thì có thể nó sẽ là khó khăn, nhưng cũng với đối tượng này thì nó là khó khăn, nhưng với một số người khác thì nó lại là cơ hội. Khi chúng ta biết chuyển cái thách thức nó thành vượt qua được thách thức thì nó giúp cho chúng ta là biến chuyển cái thách thức đấy nó thành cơ hội cho chúng ta. Thì bản thân thì bọn em cũng có nhìn nhận thấy được là đây nó là một cái khó khăn, hầu như là khó khăn chung cho tất cả mọi người, nhưng nó cũng là một cơ hội cho những cái đơn vị mà khi mà chúng ta vượt qua được cái, chúng ta tìm được cái con đường đi mà chúng ta vượt qua được cái phần giai đoạn khó khăn này, chúng ta vẫn tồn tại được và chúng ta phát triển được, thì nó là một cơ hội rất là lớn đối với những cái doanh nghiệp như thế. Thì bản thân Autotech từ giai đoạn đầu của mùa dịch cũng vẫn đang coi nó là một cái thách thức này, nó sẽ là cơ hội chứ không phải là một cái để làm rào cản cho cái việc mà giảm cái sự phát triển của doanh nghiệp. Nên là bọn em cũng rất là tự tin về trong cái việc mà không lo lắng trong cái việc mà bị ảnh hưởng xấu đến cái phát triển. Thực ra thì về kinh doanh
ra nó cũng có những cái ảnh hưởng, giống như năm 2021 cái doanh thu của bên Autotech bị giảm rất là nhiều nếu mà nhìn về cái mặt khía cạnh về đó là cái doanh thu. Nhưng thực tế đấy, mình nhìn sang các cái khía cạnh khác, về khía cạnh về mở rộng khách hàng chẳng và cái cơ hội để trong các cái tập khách hàng mới, thì bọn em thấy đó là một cái cơ hội rất lớn với Autotech. Tại vì như từ trước thì bọn em đó là khách bên Autotech thì là bên Samsung, họ là một khách hàng lớn, họ chiếm 90% doanh số của Autotech, và đôi khi giống như kiểu nó tạo sự ngủ quên trên chiến thắng của các cái khối quản lý cấp trung của mình. Đó là mình đang cứ đều đều trong cái việc là mình chỉ cần chạy cho một ông ấy thôi, và mình cũng không bị thúc đẩy quá mạnh trong cái việc mở rộng tiệp khách hàng để cân bằng cái phần với lại các khách hàng cũ. Và mình đang giống như bên chỗ An Phú Việt cũng nói là khi chúng ta chưa bị dồn vào đường cùng ấy, thì cái việc mà tìm kiếm hay là cái việc mà bắt buộc chúng ta phải làm ấy, thì chúng ta vẫn đang có làm, nhưng mà nó ở cái dạng là chúng ta chưa làm với 100% cái năng lực của chúng ta. Khi bọn em tiếp cận với một số khách hàng, chúng ta đang quen cái bên các cái việc sản xuất của bên nhà em đang quen về mảng điện tử, đang quen các cái tiêu chuẩn của Samsung chứ ạ. Khi mà chuyển sang một số khách hàng đơn lẻ, tại vì thực ra thì khi Autotech làm với Samsung, tuy là mảng máy nhưng mà nó cũng là có dưới dạng là lô lạc, nó không phải là dưới dạng hàng nghìn hàng sản phẩm, nhưng mà với về sản phẩm máy mà mấy chục một sản phẩm một loại máy thì nó cũng làm về lô lạc rồi. Nên đâm ra khi mà bắt đầu chuyển sang các cái sản phẩm đơn lẻ thì với một số khách hàng đôi khi còn gọi là mình có sự ngại, tại vì cái việc mà chúng ta phải làm đơn chiếc, chúng ta chỉ có một cơ hội cho một chiếc và chúng ta phải trả công sức quá nhiều. Xong sau đấy cái việc mà follow, nhất là cái mảng máy bọn em thì cái việc mà phải follow xử lý sau khi máy setup nó rất là nhiều. Nên khi cái việc mà các bạn ấy có sự gọi là đôi khi gọi là chọn lọc khách hàng mình hơi quá đà ấy. Nên nó ra là nhưng mà khi đến cái giai đoạn mà nhưng mà dịch này bọn em sẽ nhìn thấy được là thay đổi được cái mindset của khối quản lý của bên nhà em, thay đổi cái mindset của các bạn để làm sao mà cái việc mà tiếp cận khách hàng và cái việc mà khi chúng ta phải sống còn, và nhất là cái câu chuyện mà chúng ta phải tư duy rất khác trong cái việc mà chúng ta phải đạt được cái thỏa mãn của khách hàng. Đó là cái việc thỏa mãn về chất lượng, thỏa mãn về yêu cầu, và đến ngay cả những cái khách hàng chúng ta nhiều khi các bạn đánh giá, có những khách hàng mà các bạn ấy thay đổi về cái cách cái đánh giá về thế nào là khách hàng tiềm năng. Nhiều khi đôi khi các bạn chỉ là đánh giá về gọi là bên khách hàng này nó chỉ khách hàng họ lô nhỏ đó kia, nhưng sau cái giai đoạn này thì bọn em có những cơ hội tiếp cận và rất là quyết tâm trong cái việc mà làm với một số khách hàng, kể cả một mảng mới. Và khi đấy xong thì cái việc tư duy thay đổi của các bạn đó là cái việc mà đánh giá các cái đối tượng khách hàng nó cũng rất là khác. Cộng với thứ hai đó là cái việc mà tư duy trong cái việc mà như bên anh Hùng cũng có nói mà bên em cũng đang có cái đó là cái việc mà phải làm được nó mạnh mẽ hơn. Thực ra như đợt giai đoạn này bên em đó là cái việc mà năng suất nó đang bị tăng lên, và ngay cả như ban giám đốc nhà em dưới dạng các anh phó còn nắm lúc còn đang đưa, khi mà chúng đưa ra thảo luận là làm thế nào làm được thì cũng đã có những ý kiến đó là khó lắm. Tuy nhiên bọn em có cái dạng như ở một ngày là bọn em phải ra một cái máy cái sản lượng một ngày phải ra một máy đến hai máy, thì đôi khi chúng ta nhìn thì nó là gần như là có là không thể. Và ngay cả bản thân như phó giám đốc còn đưa ra những câu đó là nó quá khó, chúng ta cũng rất là khó để làm được cái nọ kia. Nhưng bây giờ chúng ta đưa ra đó là chúng ta phải làm được, chúng ta không còn đường lùi nữa. Làm gì có đường lùi nữa, tại vì cái việc mà câu chuyện đó là chúng ta phải cam kết với khách hàng và phải làm được cái đấy. Và bây giờ chỉ có cách là chúng ta phải bàn nhau xem là cái giải pháp đấy nó như thế nào, chúng ta phải làm phân biệt như nào. Thì như cái câu chuyện mà anh Thắng cũng biết là bên em đang triển khai Lean, và cái việc mà phân chia các cái bước công đoạn trên truyền và ngoài truyền, việc mà phục vụ cho gọi là chuẩn bị cho sản xuất, hay cái việc mà phân bước công đoạn trong truyền sản xuất và cái việc đồng nhịp, thì đó là cái cơ hội vừa rồi em đang xuống và đang triển khai cho cái việc mà sản xuất. Thì đấy chính là đấy cái mà cơ hội mà bọn em đang áp dụng Lean triệt để cho cái việc mà triển khai trên truyền của bên nhà em trong cái giai đoạn trong cái dây chuyền bọn em đang sản xuất cái lô máy cho bên khách hàng. Và các bạn đang nhìn thấy được là đây không phải là chúng ta không có cách, là chúng ta đang chưa nghĩ hết cách, và cái việc mà chúng ta phân bổ như thế nào, cách thức chúng ta triển khai như thế nào để làm sao mà chúng ta tạo những cái nhịp sản xuất để mà chúng ta vẫn đáp ứng được cái vừa yêu cầu khách hàng và cái việc tối ưu trong cái việc nhân lực của chúng ta. Thì như hôm nọ có một bạn ở dưới sản xuất bên em, bạn Lưu ấy, bạn cũng ra sau khi mà bọn em xuống hướng dẫn triển khai, đồng hành cùng triển khai xong, thì có phát biểu một câu là chị Elin ở đây chứ ở đâu nhỉ. Thì đấy là cái mà em thấy cũng rất là thành công trong cái việc mà thay đổi được cái tư duy của khối quản lý. Đấy là cái mà bọn em nhìn thấy là khi trong nó gọi là khi chúng ta bị dồn vào cái việc mà khi mà nó ở như thế nào nhỉ, trong cái sản xuất mà nếu chúng ta chỉ nằm trong cái năng lực của chúng ta thì chúng ta không bộc lộ được hết cái điểm mạnh,
cũng hết, chưa bộc lộ hết được 100% cái năng lực. Mà khi chúng ta bị dồn vào cái đường cùng, chúng ta bị dồn vào những điểm khó mà chúng ta phải phát huy hết cái năng lực ấy, thì đấy chính là cái cơ hội để chúng ta phát triển năng lực cá nhân. Thì em nghĩ là đây là cái giai đoạn mà chúng ta phải bộc lộ hết cái năng lực của chúng ta, và đó là cơ hội, thời điểm rất là tốt để toàn bộ ai mà mong muốn phát triển ấy, thì nó là một giai đoạn tốt để mà phát triển được cái năng lực cá nhân rất là tốt luôn ạ. Em xin hết ý kiến ạ. Cảm ơn chị Hương ạ. Điểm thú vị là sau đây thì các cái doanh nghiệp thuộc cái công nghiệp hỗ trợ của Việt của chúng ta ấy, thì có thể là sẽ được quan tâm hơn từ phía Autotech. Tại vì lúc trước là có vẻ như đội Autotech là nhìn là hơi ngại đúng không? Bây giờ với việc linh hoạt hơn rồi thì có khả năng là sẽ được anh chị em sẽ được có thể là sẽ được quan tâm hơn. Cái điểm thứ hai là có vẻ như là mấy tuần vừa rồi nó hơi căng thì không gặp tư vấn thì anh em triển khai là tích cực và hiệu quả hơn, tại vì đỡ mất thời gian làm việc với tư vấn. Người ta nói là dòng sông nó chỉ có cạn thì chúng ta mới nhìn thấy đáy sông, cho nên là cái điều kiện như thế này, tôi nghĩ cái điểm rất là tích cực đấy là cái phần chia sẻ của cả ba vị khách mời của chúng ta đều cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đánh giá nó như một cơ hội tích cực. Tại vì khi cái đáy sông nó lộ ra thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái tiềm năng mà chúng ta chưa khai thác hết, và đấy là cơ hội để chúng ta khai thác. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy các điểm yếu. Chúng ta nhìn thấy các điểm yếu thì nó không phải là cho câu chuyện của việc chúng ta lo sợ nó, mà từ đấy thì chúng ta có thể có cái đối sách cụ thể. Và tôi cho rằng là đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể đi ra khỏi nó một cách mạnh mẽ hơn. Giống như trong cái thông điệp ở trong Springboard, chúng ta vẫn nói là chúng ta cần phải có cái thích ứng và sau đó chúng ta phải dẫn dắt các thay đổi. Tại vì thích ứng mãi thì nó rất là mệt, nhưng mà trước mắt thì như anh Hùng cũng hay chia sẻ là kiểu gì thì cũng phải sống đã thì phải thích ứng đã. Nhưng mà cái câu chuyện là khi nó phát huy được nó thì rõ ràng là chúng ta sẽ dẫn dắt các thay đổi, và đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Như thế thì thông điệp chung là cái có vẻ như là cái việc về phân hóa nó sẽ rất là mạnh mẽ, và chúng ta trong khảo sát chúng ta có cỡ khoảng 30%, và tôi cho rằng là cũng khoảng gần đấy phần trăm các doanh nghiệp sẽ tìm được con đường cho mình để mà biến cái khủng hoảng vừa rồi thành ra các động lực để phát triển, và sẽ làm cho cái khoảng cách với các doanh nghiệp đi sau nó sẽ rộng ra. Chúng ta sẽ tạo ra được một cái đội ngũ mà nó mạnh mẽ hơn, nó linh hoạt hơn, nó có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn, nó ít đổ lỗi hơn. Chúng ta cũng nhìn thấy việc là có cơ hội để phát triển các cái thực hành và cái yếu tố của hệ thống để nó hỗ trợ. Và chúng ta nhìn thấy cái việc là chúng ta tăng cường cái mối quan hệ trong chuỗi cung ứng cũng như là cái cơ hội cho việc về mở rộng thị trường. Thế đấy là câu chuyện chúng ta nhìn về cái phần về các cái giải pháp trong ngắn hạn và các cái tác động trong ngắn hạn và cái ảnh hưởng của nó, cái tác động hậu COVID của nó đối với doanh nghiệp. Thế bây giờ nếu mà chúng ta nhìn dài hơn đi, chúng ta nhìn vào câu chuyện là nếu thế sau đây tôi làm cái gì? Mình ngồi nhìn vào hoặc là mình giật mình mà như vậy nếu thế trong thời gian tới anh làm gì, thì trong phần khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi có hỏi rằng là nếu thế thì sau khi mà trải qua cái quá trình như vậy thì doanh nghiệp định làm cái gì trong thời gian tới, thì đây là cái phần mà kết quả có được. Tôi xin phép được chia sẻ nhanh trước khi mà quay trở lại với các vị khách mời của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? Thì ở đây có cỡ khoảng 50% các doanh nghiệp lựa chọn là sẽ đổi mới công nghệ và tự động hóa. Phần này đây là lý do mà tại sao mà chị Hương nói cái mảng đấy công việc nó rất là vất vả. Tại vì nhiều bác ủ mưu cái phần này. Có 1/3 các doanh nghiệp thì nói rằng là sẽ tăng cường vấn đề về outsourcing, phát triển các cái mạng lưới đối tác gia công. Cái phần mà anh Hùng rất là nhấn mạnh và tôi cho rằng cũng rất là quan trọng thì cũng có cỡ khoảng hơn 50% doanh nghiệp đề cập đến đấy là đa kỹ năng và linh hoạt hóa đội ngũ nhân sự. Chúng ta có khoảng là hơn 60% là tập trung vào vấn đề về phát triển đội ngũ kế cận và thay thế. Chúng ta có cỡ khoảng là hơn 40% thì nói rằng là sẽ tăng cường sử dụng các
cái dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực trong ngắn hạn. À, chúng ta có khoảng gần 60% thì nói rằng là sẽ cải tiến mạnh mẽ và để mà cải tiến hiệu suất và có thể là giảm cái nhu cầu sử dụng nhân sự điểm. Và có cái phần gỡ khoảng 60% thì nói rằng là sẽ tăng cường cái hệ thống đào tạo, rút ngắn thời gian đào tạo để mà người mới thì có thể làm được việc, giống như anh Hùng nói là từ 2 năm xuống 6 tháng, 6 tháng đến 3 tháng, sau đó mục tiêu ở bên khuôn là còn 1 tháng, thì còn ở bên chỗ nhựa thì chuyển từ tuần xuống thành ngày, phải không ạ? Thì đây là xu hướng chung ạ. Thế thì bây giờ quay trở lại với các vị khách mời, thì với An Phú Việt và GK thì tôi muốn chia sẻ, mời các anh chia sẻ về cái kế hoạch của mình. Thế còn với Autotech thì ngoài cái hoạt động Autotech ra thì cũng rất là muốn chị Hương chia sẻ thêm xem là trong cái quá trình vừa rồi Autotech làm việc với các cái chuỗi cung ứng với các khách hàng thì chúng ta có nhận thấy cái xu hướng nào mà chúng ta có thể chia sẻ được không? Thế thì chúng ta bắt đầu với An Phú Việt đi ạ. Anh Hùng, nếu mà nó không thuộc cái bí mật kinh doanh lắm ấy, thì trong thời gian tới thì cái trọng tâm của An Phú Việt chúng ta rút ra được từ cái đây và chúng ta sẽ tập trung làm là cái gì? Và tôi biết là làm thì nhiều thứ lắm, nhưng mà nếu mà có thể xếp nó theo cái thứ tự ưu tiên hoặc là các cái sắp đặt trong việc ngắn hạn với dài hạn thì kế hoạch của An Phú Việt là như nào ạ? Vâng, cũng rất vui được chia sẻ với cả các anh chị em. Thì cũng qua cái thời gian vừa rồi thì An Việt cũng nhận được rất nhiều bài học, có cả ngắn hạn lẫn cả dài hạn. Trong ngắn hạn thì thấy rằng cái việc mà đào tạo để đối ứng ngay thì cũng rất là quan trọng, nhưng có nghĩa là nó sẽ không phải cứ áp dụng mãi được mà nó cần phải bền vững. Do vậy thì An Việt đưa cái việc đào tạo lên hàng đầu, vì không chỉ có đại dịch Covid đâu mà cái sự dịch chuyển về lao động một cách gọi là ngày xưa thì nó cái sự dịch chuyển nó ít bởi vì cái sự lựa chọn ít cho nên dịch chuyển ít. Nhưng bây giờ có quá nhiều công ty vào cho nên người lao động rất dễ dàng là chuyển sang công ty khác làm ngay. Và công ty nào cũng đang đổi mới công nghệ cho nên cái ảnh hưởng của cái nhân sự lao động ấy nó chỉ một phần ở trong cái hệ thống mà cái công nghệ mới thôi. Ngày xưa thì một người nó phải rất nhiều kỹ năng để vận hành, nhưng bây giờ thực ra thì những cái vị trí nào mà thay đổi công nghệ mà không thể thay con người được thì họ phải chấp nhận con người vào cho nên con người đóng góp vai trò giống như trở thành một cái phần máy. Thì cái việc này nó dẫn đến là việc là cái sự dịch chuyển nó rất là nhiều. Và đồng thời nữa là các cái xu hướng các cái tập đoàn rồi là các khu công nghiệp mở ra, các tập đoàn đến. Ví dụ như ở Nam Định bây giờ là một loạt các cái công ty về Nam Định chẳng hạn. Thì một số các bạn ngày xưa ở Nam Định lên Hưng Yên làm thì bây giờ họ về địa phương họ có hai cái lớp. Cái thứ nhất là cái thu nhập của họ cũng không bị giảm mấy. Thứ hai họ được gần nhà. Thì cái chi phí mà ăn ở đi lại thì họ cũng giảm bớt mà họ lại được gần gia đình. Thì cái này là tất yếu rồi. Do vậy mà cái việc đào tạo vô cùng quan trọng để có đội ngũ kế cận. Thì An Việt lại đưa cái việc tăng cường đào tạo lên hàng đầu, bởi vì khi đã chấp nhận cái việc dịch chuyển rồi thì không có cách nào khác là phải đào tạo. Còn lại đi lấy của công ty khác thì vô tình là phải tăng lương lên. Là phải tăng lương mới có được người, chứ còn gọi là hấp dẫn hơn, thu nhập hấp dẫn hơn, câu được người bên khác. Thì thay vì câu thì ông nào cũng bị thiếu người thì An Việt lại chú trọng vào đào tạo cho nó nhanh và chủ động hơn. Thiếu bao nhiêu thì đào tạo bấy nhiêu hoặc là đào tạo sẵn. Cái thứ hai là trong cái thời gian tới thì cái xu hướng dịch chuyển thì nó cũng là một cái việc mà nhiều công ty đến. Thì sự cạnh tranh nó tăng lên cái việc đào tạo cái tài sản lặng thì An Việt lại sẽ không chú trọng nữa. Bởi vì một cái máy nó cũng tầm vài tỷ rồi. Mà bây giờ thì không biết là khi nào ngân hàng sẽ lạm phát thì nó sẽ tăng cái lãi suất ngân hàng lên. Do vậy lại không chú trọng là đầu tư nhiều cả cái về công nghệ mà chú trọng cái việc là gọi là cái mạng lưới gia công, bởi vì sử dụng tận dụng các cái thế mạnh của các công ty trong hệ sinh thái hay là cái nguồn lực dư thừa của họ để vừa là giảm chi phí cũng như là đỡ phải đầu tư nhiều, có nghĩa chỉ đầu tư cái cốt lõi thôi. Thì sau đó đến cái phần là các cái dịch vụ cung ứng, nhưng dịch vụ cung ứng thực tế thì cung ứng linh lao động thì họ chỉ cung cấp cho mình cái lao động phổ thông và cái lao động gọi là giản đơn thôi, chứ họ không thể cung ứng cho mình cái lao động mà có tay nghề được, mà vẫn buộc phải là đào tạo. Cho nên là An Việt cũng chỉ sử dụng một phần
để đối ứng cho cái việc lao động giản đơn. Còn có thể những cái công ty như Autotech hay GK thì cái đội ngũ mà cùng lao động thì rất khó cung cấp cho được cái lao động có tay nghề cao được, mà doanh nghiệp đều phải là chủ động và đào tạo. Thì cái thứ hai nữa là cái việc mà mạng lưới gia công phát triển, và An Việt cũng chứng minh vừa rồi thì họ cũng đỡ cho mấy chục lao động được cho cái việc mà hỗ trợ họ. Và tiếp tục là cái phần mà cải tiến đổi mới, cái này nó thiết thực bởi vì nó giảm chi phí để vẫn tiếp tục duy trì thời gian tới, cũng chưa biết dịch nó đi đến đâu, hoặc là các cái những cái sự thay đổi như là chiến tranh hay là các cái vấn đề khác nó cũng đang ảnh hưởng rất nhiều, nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các cái chi phí giá cả rồi chuỗi cung ứng. Chỉ cần xảy ra chiến tranh ở cách đây gần 7-8 nghìn km nhưng mà chúng ta vẫn phải trả giá xăng lên 30-29 nghìn ngày hôm qua rồi. Về cái vấn đề khác nó đều tăng nên là phải giảm, tiết giảm các cái chi phí để sống đã. Và cái giai đoạn này, thời gian này thì cũng là chiến lược là để sống sót và survive. Và thì tiếp đến là cái phần mà sau đó thì mới đến cái đa dạng kỹ năng. Bởi vì sau khi mà cái đa dạng kỹ năng thì thực tế nó chỉ là gọi là linh hoạt đối ứng trong cái tình huống thôi, chứ còn vẫn chỉ chủ yếu là đội ngũ kế cận thay vì đa dạng kỹ năng. Và cái quan trọng vẫn là làm sao tổ chức một cái bộ máy nó có sự đồng bộ và nó làm việc với nhau nó nhịp nhàng, thay vì việc là tuyển dụng xong rồi nó chỉ là những cái người mà giỏi nhưng mà nó không có sự gắn kết, thì cái này rất là chú trọng. Thì hôm qua anh Thắng cũng có chia sẻ về cái cơ cấu tổ chức ấy, nhưng mà còn cái việc mà cơ cấu xong rồi các anh em nó phải làm gắn kết với nhau thì cái An Việt cũng chú trọng. Vâng, đây là một số cái chia sẻ thì nó cũng có ngắn hạn, dài hạn và cái ưu tiên trước. Còn về đổi mới công nghệ thì cái sau một thời gian tiếp theo nữa thì lúc đấy mới định hình được. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng ạ. Vâng, mong được đóng góp. Như thế tôi thấy rằng là trong cái phần ý kiến của anh Hùng có những cái điểm rất là thú vị và đặc biệt là quan trọng đối với cái định hướng của chủ đây ngày hôm nay. Quá có chị Bình ở đây với Va Xỉ, rõ ràng là cái việc chia sẻ năng lực rồi tạo các cái mạng lưới là rất là quan trọng. Như hôm trước họp Va Xỉ có cái ý tưởng của chuyện nhưng là tạo ra một cái bản đồ các doanh nghiệp cùng ngành rồi map lại các cái phần về công suất dư thừa các thứ này kia, nó giúp cho các doanh nghiệp có thể nhanh chóng có thể tìm kiếm được các đối tác. Và cái thứ hai là cái nhu cầu về sử dụng nguồn cung ứng nhân lực chắc đợt này sẽ tăng lên, cho nên có lẽ là ở góc độ đấy chắc trong Va Xỉ cũng cần phải có hội viên trong cái mảng về cung ứng nhân lực này cho cái phục vụ cho các cái hội viên khác ạ. Vâng, thế còn với GK thì trong khoảng 2-3 năm tới thì chúng ta đi ra khỏi cái phần phần đại dịch này, cái phần khủng hoảng đợt này, thì trọng tâm của chỗ anh Quyết thì là cái gì ạ? Mặc dù thì tôi cũng biết là chúng ta đã có một cái chiến lược xác định rất là rõ ràng vào năm trong năm 2021 rồi, nhưng mà có thể là đợt vừa rồi qua cái đợt khủng hoảng qua Tết rồi, có thể là có những cái gì cập nhật mới ạ? Xin mời. Dạ vâng, thì cũng xin chia sẻ với các anh các chị là qua cái dịch bệnh này thì cũng rút ra rất nhiều bài học và cũng có các cái định hướng của các năm tiếp theo. Như cũng như là chỗ bên anh Hùng vậy, thì trước mắt làm sao đấy phải ổn định được cái sản xuất thì cái công tác mà đào tạo nhân lực, đặc biệt là bây giờ có một số nhân lực mới bổ sung, thì làm sao phải đào tạo được cái nhân lực mới là họ tiếp cận được cái công việc luôn, đảm đương được cái vị trí làm việc luôn. Quay sang là triển khai đào tạo những cái nhân lực hiện có, đào tạo về kỹ năng, đào tạo về các cái nhận biết. Ưu tiên thứ hai là chuyển sang công tác cải tiến để nâng cao cái hiệu suất và giảm cái số nhân sự, rút ngắn, giảm bớt công đoạn, rồi giảm bớt cái nhân sự tại một cái vị trí làm việc nhá. Ưu tiên thứ ba là đào tạo các kỹ năng cũng như là linh hoạt hóa chuyển các cái vị trí công việc trong dây chuyền sản xuất, hoặc bộ phận này chuyển sang bộ phận kia. Về cái ưu tiên thứ tư thì phát triển cái đội ngũ kế cận kèm cặp những các cái đồng chí mà có thể triển khai được những công việc tổ đội nhóm, thì các cái đội ngũ này thì sẽ phải phát triển để có những cái đội ngũ kế cận. Cũng một là kế cận một số anh em cũng như là phát triển công ty thì mình sẽ có những cái lực lượng để hỗ trợ tiếp cận ngay. Thứ năm nữa thì sang đến cái công nghệ
đổi mới về cái công nghệ và tự động hóa, thì cái này thì cũng phải xem xét ở cái giai đoạn sau, thay đổi trong cái quá trình thiết kế sản phẩm, thay đổi trong quá trình sắp xếp triển khai các cái sản phẩm mới. Xin ý kiến. Cảm ơn anh Quyết đã. Như vậy với hai đơn vị mà làm lô loạt với linh kiện thì có vẻ như là các cái giải pháp ưu tiên trước tiên nó liên quan đến cái phần về đào tạo huấn luyện và hệ thống đào tạo, cái phần về phát triển đội ngũ, cái phần về cải tiến hiệu suất và tăng cường cái việc phối hợp của đội nhóm. Và nhân cái việc này thì cũng xin phép được thông báo là với cái sáng kiến từ chỗ nhóm điều hành của bên Vasi, thì trong thời gian tới bên Vasi sẽ có một cái chuỗi chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất để phát triển cái đội ngũ kế cận, sẽ có các cái một chuỗi các khóa đào tạo dành cho các cái nhân sự quản lý về mặt QAQC, quản lý về sản xuất, quản lý về kế hoạch, và sau đó thì sẽ có đến một số các cái mảng khác. Nhưng mà trước tiên thì là sẽ là ba cái mảng đấy là ba mảng ưu tiên mà sẽ được triển khai đào tạo ngay sau đây trong năm 2022 cho các cái hội viên của mình. Như vậy thì các anh chị em nào ở doanh nghiệp nào mà chưa trở thành hội viên thì có thể liên hệ với bên chỗ ban điều hành của Vasi để đăng ký tham gia. Vừa rồi chúng ta nghe phần chia sẻ về cái định hướng của bên chỗ các công ty linh kiện. Thế thì với Autotech thì một vai là bên sản xuất, vai khác thì chúng ta cũng đang có rất nhiều anten chúng ta cắm ở cái thị trường về cái xu hướng liên quan đến vấn đề về công nghệ rồi tự động hóa. Thì tôi đặc biệt quan tâm đến cái xu hướng này, thì không biết là chị Hương có thể chia sẻ cùng anh chị em một số các cái nhận xét và đánh giá của mình ạ. Em nghĩ là thực ra thì cái mảng ngành nghề có thể bên em nó khác một chút, nó không phải là sản xuất lô loạt giống như bên chỗ anh Hùng hay anh Quyết. Nhưng mà bên Autotech thì em nghĩ là cũng không khác biệt nhiều. Ra thì cái xu thế hiện tại bây giờ ngay như bên em là tiếp cận với nhiều khách hàng, thì cái xu thế hiện tại bây giờ với các doanh nghiệp họ đều đó là sản xuất lô loạt nhỏ, và cái việc mà cái sự gọi là các cái lô loạt nhỏ và cái sự đa dạng về chủng loại sản phẩm ấy nó rất là cao, nên nó đòi hỏi sự linh hoạt, sự linh hoạt trong cái việc mà chuyển đổi giữa các cái model sản phẩm, giữa các cái loại hình sản phẩm với nhau. Thì hầu như là cái xu hướng sắp tới đó là theo xu hướng đấy rất là nhiều. Nên ra thì với bản thân Autotech thì chắc là cũng không khác gì với các anh chị đâu, thì đều cái hệ thống đào tạo cũng là một cái rất là quan trọng. Giống như anh Hùng có nói thì cái việc mà cung ứng thì như bọn em cũng có liên hệ với các cái chuỗi cung ứng, hay là các cái việc mà làm với các đối tác về cung ứng nhân sự, để mình có thể trong cái giai đoạn mà bổ trợ cái nhân sự thiếu hụt. Nhưng cái việc mà các cái nhân sự vào thì không phải là bao giờ vào phát mà họ có thể có tay nghề để làm luôn. Nên là cái hệ thống đào tạo của mình là một cái được gần như bọn em ra trong thời gian vừa rồi cũng có làm việc với bên chỗ anh Thắng về cái việc mà triển khai cái chuyển đổi lean của bên Autotech, thì cũng đang đưa ra thì cái hệ thống đào tạo nó liên quan đến tất cả các cái yếu tố, các khía cạnh để làm sao mà giúp chúng ta có thể thay đổi được. Và cái việc mà tiêu chuẩn hóa, thực ra em bản thân như Autotech đang thấy là khi mà chúng ta muốn linh hoạt gọi là đa kỹ năng và linh hoạt, thì chúng ta vẫn phải có sự tiêu chuẩn. Chúng ta phải tiêu chuẩn hóa được thì chúng ta mới có thể đào tạo được cái việc mà đa kỹ năng. Vì nếu mà không thì cái việc mà khi đa kỹ năng xong thì không tuân thủ, và nó dẫn đến cái việc mà chất lượng sản phẩm của chúng ta khi chúng ta phải đối ứng và chúng ta kéo thuê những cái tuyển dụng nhân sự ngoài vào nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên cái việc mà cái tiêu chuẩn hóa, cái phải xây dựng cái bộ tiêu chuẩn hóa của doanh nghiệp, em thấy nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Mảng của bên em thì nó hơi khác một chút, thì bên em cũng mong muốn nó là cái việc mà nó phải đào sâu về cái phần chuyên môn, và việc phải đảm bảo được cái yếu tố về chất lượng. Vì yếu tố về chất lượng đó là cái bài toán rất là kiên quyết trong sự đồng hành cùng nó, thì cái yếu tố về chất lượng, giá cả và cái việc tiến độ để làm sao cái xu thế mình đang nhìn thấy là cái xu thế ví như là Nhật, thì từ trước giờ khi chúng ta làm quen thì cái sự chuyển đổi của Nhật nó rất là ổn định. Ra khi với Nhật thì bao giờ cũng có kế hoạch trước một năm, ít nhất là nửa tháng đến một năm. Nhưng như bên em hay là bên anh Hùng đã làm thì làm với Hàm chẳng, thì gần như là cái việc mà cái kế hoạch của họ, họ không có cái kế hoạch dài hơi đến như thế. Và cái việc mà chúng ta phải làm sao mà chúng ta đối ứng được cái tốc độ, thì cái tốc độ là một cái bài toán cạnh tranh rất là cao, mà chúng ta phải có sự thay đổi, có sự cái việc mà chuyển đổi của chúng ta phải đảm bảo được, vừa đảm bảo được yếu tố về chất lượng, vừa đảm bảo được yếu tố về giá cả, mà vẫn phải đảm bảo được về yếu tố về tốc độ, thì mới có thể là đảm bảo được cái sự thỏa mãn của khách hàng. Thì với Autotech thì cũng không khác gì nhiều đó, bọn em vẫn tập trung vào hệ thống đào tạo, tiêu chuẩn hóa và cái việc mà đào tạo phát triển cái đội ngũ kế cận.
để đảm bảo được cái việc mà phát triển. Ngoài ra thì như năm năm nay cũng là một cái năm mà bọn em đang focus rất là nhiều vào cái vấn đề về chất lượng, tiêu chuẩn hóa để nâng cao phần chất lượng, để làm sao mà đảm bảo được cái sự hài lòng của khách hàng nhiều hơn. Thì đấy là cái mà cái định hướng phát triển của Autotech. Ngoài ra thì cũng có thiếu nhầm là cái việc mà sẽ phát triển cái đội ngũ chuỗi cung ứng. Thật ra bọn em đang nhìn thấy là cái chuỗi cung ứng là một cái rất là quan trọng. Nó vừa là cái quan trọng cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Vì khi bài toán mà chúng ta bài toán từ ngắn hạn đến phát triển chuyên sâu sau thì chúng ta cũng cần cái đội ngũ chuỗi cung ứng đồng hành. Thì chuỗi cung ứng ở đây thì vừa là chuỗi cung ứng linh kiện và có thể đó là cái phần chuỗi cung ứng và hợp tác về cái việc mà đối tượng về nhân sự. Giống như anh Thắng có nói là bên Vasi có thể tạo ra cái phần mạng lưới các cái doanh nghiệp đồng cùng ngành nghề ấy, để khi chúng ta có thể nhìn thấy các điểm thừa và điểm khuyết của các cái doanh nghiệp mà chúng ta bổ trợ được cho nhau. Thì em thấy cái đấy là cái hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều luôn, và nó cũng tạo ra sự bình ổn ấy. Chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều, chúng ta không phải đầu tư theo cái điểm gọi là điểm chóp của chúng ta, mà chúng ta có thể tận dụng lẫn nhau. Thế mạnh của các doanh nghiệp mà chúng ta có thể nhìn thấy để tận dụng được lẫn nhau thì không phải chỉ một doanh nghiệp phát triển, mà chúng ta tạo được cả một mạng lưới, một hệ thống các cái doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam chúng ta cùng phát triển. Thì em thấy nếu mà làm được cái công việc đấy thì ở cái lĩnh vực sản xuất chúng ta phát triển đồng thời cùng nhau, nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Em xin lấy ý kiến. Cảm ơn chị Hương. Rõ ràng như vậy chúng ta thấy có một cái xu hướng mà chị cũng nghĩ chắc là do vấn đề về nhạy cảm nghề nghiệp, cho nên là không muốn đề cập đến, tại vì cái xu hướng về vấn đề về công nghệ với tự động hóa, tại vì bản thân đấy là cái mảng mà Autotech đang triển khai, nhưng tôi nghĩ cái đấy là cái phần khá là quan trọng. Nhưng mặt khác thì trong cả với linh kiện, với cả các cái đơn vị làm về thiết bị và mang tính dự án như Autotech, thì tôi thấy là chúng ta đều chia sẻ cái quan điểm về cái vấn đề nó không hoàn toàn nằm ở vấn đề về công nghệ. Chúng ta tập trung đặc biệt là trong cái phần thời gian ngắn trước mắt là liên quan đến câu chuyện về hệ thống đào tạo, hệ thống huấn luyện, hệ thống đội ngũ nhân sự, cái vấn đề về kế cận và cái tính gắn kết ở trong cái vận hành. Và nhân chuyện đấy thì chắc là trong các cái chuyên án trọng điểm của bên Autotech có một chuyên án liên quan đến hệ thống đào tạo có thể là trở nên vất vả hơn, phải không ạ? Thế thì cái nhìn là cơ hội, chúng ta có cái cơ hội để mà chúng ta tận dụng cái khủng hoảng này như là một cái đòn bẩy để phát triển, và chúng ta thoát nó ra khỏi nó một cách mạnh mẽ hơn, thì chúng ta có các cái định hướng khá là rõ ràng, và chúng tôi rất là tin tưởng với cái đánh giá của các khách mời thì các anh chị sẽ dẫn dắt cái doanh nghiệp của mình có thể triển khai một cách thành công các cái định hướng này, để chúng ta có thể đi trước ở trong cái nhóm mà theo cái xu hướng phân hóa trong thời gian tới ấy. Thì nhìn lại chúng ta thấy rằng là trong cỡ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ vừa rồi thì chúng ta đã trao đổi với nhau về các thách thức mà chúng ta gặp phải về vấn đề về biến động nhân sự, về cái việc về nghỉ vắng. Và chúng ta nhìn thấy một cái điều rất là kỳ diệu là trong cái mức mà 30, 40, thậm chí như Autotech có lúc lên đến 70% nghỉ vắng, chúng ta vẫn có các cái biện pháp chúng ta xoay xỏa được, và chúng ta đã rất là sáng tạo, chúng ta đã rất là đoàn kết, và chúng ta đã rất là linh hoạt trong cái việc ứng phó với nó. Và chuyện quan trọng ấy là qua cái quá trình như vậy, nó không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy các cái giải pháp trong ngắn hạn, mà nó giúp chúng ta có thể đánh giá được một cách rõ ràng hơn các cái tiềm năng mà mình còn chưa phát huy hết, những cái điểm yếu mà về lâu dài chúng ta cần phải khắc phục. Và với cái cơ hội nhìn nhận như vậy về nội tại cũng như là đánh giá được các cái cơ hội từ bên ngoài của các chuỗi cung ứng và thị trường, thì các cái doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay chúng ta đều có một cái định hướng khá là rõ ràng, khá là minh bạch về cái kế hoạch của mình trong thời gian tới. Cái phần trao đổi như vậy tôi tin rằng là nó cũng là một cái dịp để bản thân ngay chúng ta cùng nhau nhìn lại cho cái doanh nghiệp của mình, rồi là một cái dịp để chia sẻ để các anh chị em mà tham gia trong buổi thảo luận ngày hôm nay lắng nghe thì chúng ta cũng có nhìn thấy mình đâu đấy, và có thể chúng ta cũng có các sáng kiến của riêng mình, và chúng ta cũng có những cái phần chúng ta chia sẻ
Ở về phía của Vasi, tôi cho rằng là cái cơ hội để mà lắng nghe các cái chia sẻ như thế này nó cũng giúp chúng ta, giúp cho bên bên chỗ ban điều hành thì sẽ thấu hiểu hơn các cái vấn đề của doanh nghiệp, các cái định hướng của doanh nghiệp, và từ đó thì sẽ có cái hoạch định và có các hoạt động hỗ trợ hơn trong vấn đề về hiệu quả, hỗ trợ một cách hiệu quả các cái doanh nghiệp hội viên trong cái thời gian tới ấy. Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Hương bên Autotech, anh Quyết ở bên GK, anh Hùng ở bên An Phú Việt đã nhận lời tham gia chương trình và có các cái chia sẻ rất là cởi mở ạ. Tại vì như vậy thực ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta biết là có những cái thông tin thì nhiều doanh nghiệp cũng không muốn chia sẻ lắm. Như chị Bình nói thì tinh thần chia sẻ là tinh thần rất là quan trọng và được đánh giá rất là cao trong hoạt động của các cái hội viên của VASI. Thì trước khi kết thúc chương trình thì xin mời chị Hương, rồi anh Quyết, anh Hùng, mỗi anh chị chắc là có một vài câu ngắn gọn mà gửi gắm đến có thể là các anh chị em tham gia chương trình rồi bên VASI cho cái nhân cái dịp này. Vâng, lady first. Mời chị Hương đi, mời chị Hương chia sẻ chứ. Khó quá. Thực ra thì bọn em cũng chỉ chia sẻ được những cái khó khăn và những cái mà bọn em đã làm cố gắng đồng hành như cố gắng làm được trong thời gian vừa qua. Thực ra thì Autotech thì cũng có một cái giai đoạn gọi là phát triển cũng khá nóng, nhưng mà bọn em đang nhìn thấy được là cơ hội để chúng ta phát triển được thì nó là cũng nhờ được cái sự đó là cái sự đồng lòng, sự đoàn kết, nỗ lực phát triển, và chúng ta luôn quan điểm đó là chúng ta phải làm được ở trong công ty, và cái đấy nó phải sự đồng lòng từ trên xuống dưới của cả một doanh nghiệp thì nó mới tạo được sức mạnh tập thể, thì có thể giúp chúng ta có lại là đi qua được tất cả các cái khó khăn. Một doanh nghiệp là cũng thế thôi, em nghĩ là không thể lúc nào mình cũng đi trên một con đường gọi là trơn tru gọi là lúc nào cũng thuận tiện lợi được cả, mà lúc nào cũng sẽ có gọi là những gặp rất là nhiều chông gai. Nhưng nếu mà chúng ta có sự đồng lòng, và nhất là cái việc mà chúng ta cũng phải hướng đến đó là cái sự phát triển nó như nào nhỉ, nhìn ngoài về cái yếu tố về gọi là sự phát triển của doanh nghiệp, về mang về yếu tố về gọi là kinh tế lợi nhuận, bên nào thì cũng sẽ quan tâm đến cái vấn đấy, nhưng khi chúng ta nhìn rộng hơn, chúng ta nhìn thấy về cái mặt và gọi là sự phát triển nó phải là đi cùng mong muốn, cái nỗ lực mong muốn là phát triển của cả cái mảng ngành nghề của sản xuất của mảng Việt Nam, chúng ta phải ghi nhận được cái sự ghi nhận của bên khách hàng về cái yếu tố sản xuất của Việt Nam, thì em nghĩ là mình sẽ có cơ hội để phát triển đường dài rất là nhiều. Autotech thì bản thân bọn em cũng đang luôn nỗ lực làm sao mà có thể góp được một cái phần nhỏ trong cái việc mà tạo được cái niềm tin của đối tác nước ngoài về sản xuất của Việt Nam, về cái lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, tạo được cái niềm tin đấy, và chúng ta khẳng định được cái chất lượng, chúng ta khẳng định được cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với các cái khách hàng FDI, khách hàng nước ngoài. Đôi khi sau này của thể chúng ta còn hướng đến đó là cái phần xuất khẩu, bọn em thì chưa, nhưng mà hướng đến cái việc xuất khẩu chẳng, thì cái mà chúng ta phải hướng đến cái tiêu chuẩn quốc tế, chúng ta hướng đến nhìn không chỉ về bài toán kinh tế mà chúng ta phải nhìn thấy về cái bài toán về cái tương lai phát triển của cả một hệ thống sản xuất, thì em nghĩ là nó sẽ mang lại cho chúng ta vừa bài toán về sự phát triển dài bền vững và vừa là phát triển về kể cả cái bài toán kinh tế của các doanh nghiệp luôn, thì đấy là cái mà bên Autotech vẫn đang nỗ lực theo đuổi. Vâng, cảm ơn chị Hương. Tôi biết là các anh chị Hương với các anh chị bên Autotech thì rất là đắm đuối với việc về cái công cuộc về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp được phát triển, và cảm ơn cái phần chia sẻ rất là có nhiều cái động lực với cảm hứng của chị Hương. Sau cái phần chia sẻ của các cái khách mời thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta có các ý kiến từ các anh chị em tham gia chương trình ạ. Và sau đấy thì xin mời anh Quyết ạ. Nếu mà rất là ngắn gọn thì anh muốn có cái gửi gắm gì đến các anh chị em tham gia chương trình và bên chỗ hiệp hội VASI từ cái chương trình này ạ. Vâng, thì cũng xin chia sẻ với tất cả anh chị em là thực ra trong quá trình mà làm việc nó có những cái khó khăn, có những cái vất vả, thì anh em mới cảm thấy có những cái sự đồng lòng, có sự nhất trí, và quan trọng nhất là mình phải đi cùng một cái định hướng chung thì tất cả những cái doanh nghiệp đấy là sẽ thành công. Cuối cùng thì cũng xin
chúc tất cả anh chị em cũng toàn thể các doanh nghiệp luôn mạnh khỏe và thành công vượt qua các cái khó khăn trong đại dịch. Xin ý kiến. Vâng, lại cảm ơn anh Quyết ạ. Và chắc chắn là bên GK thì chúng ta càng ngày càng trở thành một cái tập thể mà gắn kết và vững mạnh. Xin mời anh Hùng ạ, cái câu hỏi cũng tương tự như vậy. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Thì có qua cái khảo sát thì cũng thấy rằng là có một số công ty thì không ảnh hưởng, nhưng mà cũng xin chia sẻ từ phía góc nhìn của An Phú Việt thì chúng ta những cái công ty ảnh hưởng ấy, thì muốn hay không ấy, thì cũng chúng ta phải chấp nhận sự biến động, dù là dịch Covid hay là bất cứ sự biến động khác. Rồi trong quá trình mà đã công ty thì kiểu gì nó cũng phải gặp phải và xảy ra, và qua đó thì chúng ta lại biết ơn bởi vì trong cái tình huống đó chúng ta có cơ hội để nhìn nhận được cái chân thực nhất cái thứ mà chúng ta đang có, và nó bộc lộ hết cả cái ưu cái nhược của chúng ta để chúng ta hoàn thiện và cải tiến, hoặc là chúng ta sớm đóng cửa, hoặc là chúng ta cải thiện nó để chúng ta đón nhận cơ hội phát triển. Và đây là một cái vài cái ý kiến từ phía An Phú Việt. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Hùng ạ. Vâng, rất là tôi nghĩ là thông điệp rất là rõ ràng. Thế thì đến bây giờ thì chúng ta đã nghe các cái chia sẻ của các vị khách mời rất là tâm huyết. Chúng ta cũng có các cái kết quả khảo sát thì sơ bộ, và tôi nghĩ là các anh chị em tham gia thì cũng nhìn thấy đâu đó mình ở trong đó rồi có các bài học cho riêng mình. Và tôi nghĩ chắc là bản thân các anh chị em tham gia vào buổi này thì cũng có nhiều anh chị em muốn có các cái ý kiến chia sẻ về doanh nghiệp của mình, hoặc là các cái lời đối với các vị khách mời, hoặc là các gửi gắm đối với bên chỗ Vasi ạ. Vâng, xin mời các anh chị tham gia và có các ý kiến chia sẻ trước khi mà vâng. Em tên Dương, em thì là phó giám đốc ở một cái công ty nhỏ ở miền Nam. Thì trước mắt thì cũng cảm ơn tất cả các khách mời và ban tổ chức. Thì em có một chút xíu ý kiến, có thể là nó không phải là cái topic của cái buổi ngày hôm nay, nhưng mà thì em cũng có, nhưng mà cái này nó cũng related tới một cái production một chút xíu, tức là về vấn đề an toàn SE. Thì khi mà nghe mọi người nói thì mình có thể thấy là chúng ta đang cố gắng để làm việc thêm giờ và cố gắng để multifunction của mỗi người lên, thì khi đó thì mình nên, chỉ là một cái góp ý nhỏ của em, tức là mình nên chú ý tới vấn đề an toàn. Cái thứ nhất đó, thì trên thế giới đã có rất là nhiều những cái vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng liên quan tới vấn đề làm việc tăng ca mà quá khả năng chịu đựng của một con người. Thực ra khi mà mình làm thì mình không biết, nhưng mà bởi vì cái tinh thần và cái thể chất của mình nó đã không đáp ứng được. Điển hình là những cái vụ ví dụ như bên là nhà máy lọc dầu của BP bên Texas, nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Mỹ, thì nó là tới 15 người bị ấy và 180 người bị nhẹ hơn. Và cái thứ hai là cái vấn đề về đào tạo, thì bất kỳ một cái việc gì liên quan tới nhân sự thì nó là đều thuộc vào những cái management of change. Nó rất là quan trọng về cái vấn đề an toàn. Thì khi ở đây những công việc, ví dụ như những công việc chân tay mà nó chân tay một chút xíu, thì mình có thể tự ra mình training cho mọi người rất là nhanh. Thậm chí có rất là nhiều việc chỉ cần khoảng vài tiếng, hoặc chỉ một ngày tới hai ngày. Cái người mà mới đó họ đã học được cái cách vận hành cái máy đó rồi, nhưng mà cái mà họ chưa học được ở đây là cái safety behavior, là cái mà cần thời gian dài và cần kinh nghiệm. Khi một người kinh nghiệm, một người đã được đào tạo đầy đủ, họ làm một cái việc gì đó, họ thứ nhất họ đều chú ý tới là cái việc này nó có mất an toàn gì hay không. Nhưng mà khi một người mới vào họ làm thì họ chỉ nghĩ ok, tôi bấm cái nút này, cái công việc của họ nó thiên nhiều về cái hướng bản năng nhiều hơn, mà cái tư duy, cái mindset của họ chưa được đào tạo về những cái awareness về những cái risk. Nên là và ở Việt Nam em cũng đã biết là trong cái thời gian ba tại chỗ ở miền Nam đã có một số cái tai nạn thực tế rất là thương tâm, mà nó đến từ cái việc là người mới và làm việc quá cái sức chịu đựng của cơ thể con người. Nên là ở đây chỉ là một chút ý kiến của em về cái việc mà safety trong những cái doanh nghiệp và sản xuất. Vâng, em xin hết. Cảm ơn anh Dương. Tôi nghĩ là cái lời remind rất là quan trọng.
Tại vì khi chúng ta làm trong cái bối cảnh biến động và cái bất thường như vậy thì rủi ro nó tăng lên, kể cả đối với các lao động trực tiếp cũng như là các lao động gián tiếp, tại vì chúng ta có cái vấn đề về an toàn lao động và chúng ta có cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, thì cái đội gián tiếp thì cũng có rất nhiều câu chuyện. Hy vọng rằng là những cái ý kiến đó chúng ta sẽ xem xét đến trong cái quá trình triển khai, cũng như là cái việc về triển khai xây dựng các cái phương án đào tạo, phương án về nhân sự, thì chúng ta sẽ xem xét đến cái yếu tố này. Rất là cảm ơn anh Dương ạ. Vâng. Vâng. Ngoài ra thì có thể là chúng ta có thời gian cho một vài ý kiến của các anh chị, đặc biệt là các ý kiến gửi gắm đến các cái vị khách mời của chúng ta, hoặc là các cái ý kiến cho bên bên chỗ Vasi, hoặc là chúng ta có cái đề nghị liên quan ạ. Xin mời. Vâng. Vâng. Đấy, tôi biết là anh Phong anh cũng đang rất là sốt ruột đấy, tại vì là anh ấy đúng ra mà nó bị quá giờ mất một xíu. Vâng, nếu mà không có gì nữa thì tôi xin phép được một lần nữa cảm ơn các vị khách mời và cảm ơn các anh chị em đã tham gia và đã hỗ trợ cho cái phần điều phối của tôi nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Sau đây tôi xin phép được chuyển lại cho MC của chúng ta anh Phong, và mong rằng là chúng ta sẽ có các cái phần closing thích hợp từ chỗ ban điều hành của Vasi ạ. Xin mời Phong. Vâng, cảm ơn anh Thắng ạ. Cũng xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe đến giờ phút này trong cái chương trình tọa đàm của chúng ta. Thì sau đây tôi xin mời bà Trương Thị Chí Bình sẽ có một vài lời phát biểu và kết thúc cái buổi tọa đàm của chúng ta. Xin mời. Alo, chị Bình bật mic, chị Bình ơi. Alo. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến giờ này. Xin cảm ơn ba vị khách mời, chị Hương ở công ty Autotech, anh Quyết ở công ty GK, anh Hùng ở An Phú Việt, và sự điều phối rất là nhịp nhàng của anh Thắng. Thì chúng ta đã được chứng kiến, được nghe câu chuyện rất là thú vị, câu chuyện rất thú vị nhưng rất là chi tiết về cái việc là đối sách của chúng ta trong cái tình hình nhân lực như thế. Thì từ phía Vasi thì lúc nãy anh Thắng cũng giới thiệu rồi, trong năm 2022 thì Vasi có một cái chương trình đào tạo có tính hệ thống để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc tạo ra cái đội ngũ quản lý cấp trung mà thay thế, bởi vì cái khó khăn của chúng ta nó nhiều quá. Thì cái khóa, cái hệ thống đào tạo này nó gồm có 4 cái khóa, mà đầu tiên là một cái khóa 2 ngày về công việc tiêu chuẩn, sau đó có một lớp tiếp 2 ngày về QAQC, rồi lại một lớp tiếp 2 ngày về quản lý sản xuất, và một lớp tiếp 2 ngày về quản lý kế hoạch sản xuất. Thì các cái khóa đào tạo này là miễn phí cho các hội viên. Thế còn những doanh nghiệp không phải là hội viên thì sẽ phải đóng phí để tham gia. Thì nhân thể đây thì cũng xin mời tất cả các anh chị quan tâm thì có thể đăng ký để tham gia, bởi vì cái này nó sẽ giúp cho cái việc mà cái mà anh chị, mà ba khách mời đã đề cập đến rất là nhiều đây, cái sự đa nhiệm của người lao động này, cái việc chuẩn hóa trong công việc, và kể cả cái sự an toàn mà một vị khách vừa mới góp ý trong công việc. Thì cái việc này, nếu mà công việc tiêu chuẩn làm tốt thì tất cả những thứ này nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái rủi ro, và chúng ta sẽ nắm được cơ hội tốt hơn. Điểm thứ hai là ngoài nhân lực thì Vasi năm nay cũng có một cái, bắt đầu từ năm nay sẽ phát triển một cái dữ liệu về cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, tức là chúng ta sẽ có các mắt xích trong công nghiệp hỗ trợ, và chúng ta sẽ nắm được cái năng lực của chúng ta ở đâu, chỗ nào còn dư thừa. Mục đích của cái việc này là để làm gì? Thứ nhất là để chia sẻ nguồn lực, như là anh Hùng chia sẻ rất nhiều ấy, là anh ấy tìm những cái doanh nghiệp tạo ra một cái hệ sinh thái để tiết kiệm được chi phí của mình, bản thân mình, tiết kiệm được nhân lực và hoàn thiện được sản phẩm. Cái việc cực kỳ quan trọng nữa là bây giờ khách người ta luôn luôn tìm những sản phẩm hoàn thiện, trong khi chúng ta làm linh kiện giới rất nhiều. Thì cái sản phẩm mà không có đầu cuối như thế ở một công ty không thể làm được, thì nó sẽ dựa vào cái năng lực của một cái hệ sinh thái rất nhiều. Thì đấy là hai cái mục tiêu rất là quan trọng của cái hệ sinh thái này. Và thứ ba là đảm bảo cái việc là khi chúng ta đã có một cái nguồn lực chung như thế thì cái giá nó sẽ không bị cạnh tranh một cách bất thường, nghĩa là cái giá nó sẽ hợp lý. Thế còn cái điểm liên quan đến nhân lực, việc mà lúc nãy anh Thắng có đề cập đến là Vasi liệu có can thiệp được vào việc chuyển dịch lao động giữa các doanh nghiệp hay không, thì nói thật cái này rất khó. Năm nay thì bắt đầu Vasi cũng sẽ có một cái bộ quy tắc đạo đức cho các doanh nghiệp tham dự Vasi, hay là gọi là gì, tiêu chuẩn, nhưng mà chỉ là những doanh nghiệp trong Vasi thôi là điểm nhất. Thứ hai là đấy chỉ là cái quy tắc chúng ta áp dụng cho nhau, còn khi người ta kéo người thì đấy cũng là cái chuyện của thị trường. Thế thành ra là nó cũng chỉ ở một chừng mực nhất định thôi. Trước đây thì bác sĩ đã cũng có những cái member đề nghị là phải làm một cái dữ liệu về lao động, và lúc đấy thì khi muốn chuyển đi thì phải hỏi nhau. Mình nghĩ thế là cũng vi phạm cái quyền cá nhân
người lao động rất nhiều. Tuy nhiên thì nếu như các doanh nghiệp tham gia 3C thì nói gì thì nói, cái network nó tốt hơn thì lúc đấy là người lao động khi người ta chuyển việc người ta cũng sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều, cũng như là cái thông tin nó sẽ thông suốt hơn, nó tránh những cái trường hợp mà cạnh tranh không lành mạnh. Và điểm cuối cùng thì cũng liên quan đến việc mà anh Thắng và cũng như trong cái phiếu khảo sát đã hỏi và cũng rất nhiều doanh nghiệp trả lời, và ở đây thì các anh chị cũng đã động đến, cũng đã đề cập đến, đấy là việc mà tự động hóa cũng như là chuyển đổi số. Thì 3C năm nay cũng có một cái kế hoạch là sẽ phát triển một cái phần mềm giống như là ERP với những cái module có thể dùng chung để cho các doanh nghiệp có thể customize trên những cái module đấy, chứ không phải làm từ đầu. Bởi vì nếu các anh chị mà tự làm từ đầu một cái hệ thống ERP cho bản thân doanh nghiệp mình thì cực kỳ tốn kém và nó cũng là lãng phí. Trong khi những cái module cho doanh nghiệp sản xuất thì nó khá là giống nhau, và nếu như làm một cái module cơ bản rồi thì từ đấy nếu mà chỉ customize riêng cho công ty mình thì mỗi công ty chỉ mất độ vài trăm triệu thôi, tùy theo quy mô thì có thể sẽ tiết kiệm hơn và nó cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Thì đấy là cái mà VASI có thể đứng ra để chia sẻ nguồn lực giữa các anh chị em. Thì đấy là một vài điểm chính mà liên quan đến cái chủ đề hôm nay thôi, chứ VASI thì nó nhiều nội dung lắm và mình cũng không muốn câu giờ thêm nữa. Thì cũng xin thay mặt anh chị em trong VASI thì có khoảng độ 150 doanh nghiệp đóng phí, nhưng mà những cái doanh nghiệp mà có dây dưa đến VASI, tham dự những cái hoạt động VASI thì phải có đến 500 công ty. Thì cũng xin thay mặt toàn thể cái hệ thống đấy là xin rất là cảm ơn ba vị khách mời. Nói chung những chia sẻ của anh chị nó rất là chi tiết, nó rất là thiết thực. Mặc dù là đâu đấy thì chúng ta cũng đã phải ứng phó trong tại nhà máy mình rồi. Nhưng cái buổi ngày hôm nay nó giống như là chúng ta được tập hợp lại một cách rất là hệ thống và chúng ta nhìn được trước về tương lai xem là với những cái đối sách đấy thì nó sẽ đi về đâu và nó sẽ rất là tổng quát. Thì cũng một lần nữa xin cảm ơn các anh chị em và rất là mong là những cái buổi tiếp theo, và xin cảm ơn anh Thắng, suýt nữa quên, anh Thắng là trưởng ban tư vấn và đào tạo của VASI. Nếu không có anh Thắng thì buổi ngày hôm nay rất khó thực hiện được. Anh Thắng mới là người hiểu sâu sắc hoạt động liên quan đến đào tạo tại doanh nghiệp, tại vì anh Thắng là người đào tạo rất là kỹ, rất là chi tiết với các anh chị, cho nên anh Thắng biết rất rõ. Chứ còn VASI thì chỉ là những người quản lý chung thôi. Rất là cảm ơn anh Thắng đã điều phối rất là nhịp nhàng cái buổi ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại các anh chị em trong những buổi lần sau. Các anh chị em có ý kiến gì, đóng góp hay là những cái mong muốn gì để VASI tổ chức những cái chương trình nó hiệu quả thì xin gửi về cho hoặc là anh Thắng pin Q hoặc là gửi cho văn phòng VASI. Xin rất là cảm ơn mọi người và một lần nữa xin cảm ơn ba vị khách mời và cảm ơn anh Thắng ạ. Cảm ơn các anh chị ạ. Em chào các anh chị. Và sau đây chương trình của chúng ta xin được kết thúc ạ. Rất cảm ơn sự tham gia của các anh chị. Vâng, chào cả nhà. Chào mọi người.